sao không? Hôm nay cô giáo lại nói tại sao cha con hay rước con trễ quá vậy? Rồi con mới nói vậy nè. Cha con là một chủ nhà hàng lớn vậy nè, nên cha con bận lắm. Rồi cô giáo của con mới nói vậy bữa nào cô dẫn cả lớp tới nhà hàng của cha con có được giảm giá không? Rồi con mới nói đương nhiên là có rồi. Tưởng cha về ai về không phải. Sao giờ này chưa ngủ, nói cha nghe coi. Con muốn chờ cha về nên con chỉ giả bộ ngủ thôi à. Ờ vậy hả? Ngày mai sinh nhật của con sẽ rủ mấy bạn và cô giáo tới nhà hàng của cha để ăn sinh nhật của con. Nhà hàng của cha hả? Ừ. Cha sẽ đặt một bàn tiệc. Rồi ngày mai con mời cô giáo với lại bạn tới đó nghe chưa? Dạ chịu. Còn bây giờ thì đi gì, đi đâu? Đi ngủ đúng không cha? Rồi, đi ngủ nè. Đi ngủ thôi. Cha không có sao? Mà sao con đang đi sinh nhật mà con ra đây chi vậy? Hồi nãy con không thấy cha nên con mới đi tìm cha. Cha xin lỗi. Hôm nay sinh nhật của con mà cha không có chăm sóc cho con được. Thôi bây giờ con ra ngoài kia đi, con chơi mấy bạn nghe nha. Thôi tụi mình đi về luôn đi cha. Cha xin lỗi nha. Làm cho con mất vui ngày sinh nhật rồi.
Trời đất quỷ thần ơi, ta nói quay vòng hả con? Ồ, xinh lung linh như công chúa luôn, đẹp quá. Hai cha con đi đâu mới dạng mặt đẹp dữ ha? À, hôm nay là cái gì của con? Dạ, hôm nay là sinh nhật của con đó bác. Trời ơi, sinh nhật của con luôn. Mới đãi nhà hàng về đúng không? Dạ. À, thôi bây giờ con kêu bác con vô nha. Dạ, con chào bác, con vô. Rồi, đi vô đi ngủ đi con nha. À, chị ơi, chị kiếm tôi giờ này có chuyện gì không chị? Ủa, mắc cười à. Tôi là chủ của cái nhà này. Tôi gặp anh để làm gì? Để đòi tiền nhà chứ làm gì? Mà mắc cười quá ha. Tôi điện cho anh từ sớm tới giờ, không bao giờ anh bốc máy là sao tính trốn tôi hả anh? Dạ, cũng xin lỗi chị. Tại tôi đang đi làm á, cho nên là tôi không giữ máy. Thôi, mệt. Nghĩ sao vậy? Tôi nói nghèo thì nhận đại nghèo đi. Nghèo mà bày đặt đãi tiệc sinh nhật của con ở nhà hàng, ăn mặc cho đẹp vô, rút cuộc nợ ngập đầu. Có ngon có giỏi móc tiền ra trả tiền nhà cho tôi đi. Dạ thưa chị, tôi cũng thiếu hết 3 tháng rồi. Chị cố gắng cho tôi vài hôm nữa đi. Gắng hoài, tôi mắc mệt anh quá à. Thôi giờ ráng cuối tháng này gom góp tiền ở đâu đó trả cho tôi tiền nhà. Xong hai cha con cuốn gói đi luôn nha. Để tôi bán cái nhà này chứ cho mấy người vậy mướn nhà sợ quá à. Dạ xin lỗi chị, tôi sẽ cố gắng. Dạ. Tôi đi à, cuối tháng không có ra đường ở xiết đồ luôn đó. Bực bội. Sao cha nói dối con? Cha nói công việc của cha rất tốt. Tại vì con còn nhỏ quá, cho nên cha không muốn những cái chuyện mà của người lớn mà con biết được. Cha chỉ muốn rằng là con phải học hành cho thật tốt, nghe lời của cha nha. Con cũng xin lỗi cha. Con tưởng cha là chủ nhà hàng, con tưởng đây là nhà của mình, nên con đã khoe với các bạn và cô giáo. Con xin lỗi cha. Từ nay con không dám vậy nữa. Con có lỗi gì đâu. Lòng con thương cha nhiều lắm. Cha hiền yêu dấu ơi, từng ngày qua vẫn luôn nguyện cầu. Cầu mong cho cha mãi luôn bên đời, để cho con được sống trong tình thương hiền hòa. Xin được chúc mừng cho Minh Vy. Bé Vy diễn được, thoại được, hát được, nhưng mà dồn lại làm một lúc nhiều thứ, làm cho lát nữa con thoại cứng đơ à. Cái khúc đầu dễ thương, nó thoại từ lưng tà la vậy mà nó đúng ha. Mình con nít mà mình thoại theo của mình, còn mình thoại mà theo cách dạy một hồi là tự nhiên nó bị rập khuôn và không có thấy dễ thương nữa. Như là cô đã từng nói, một món ăn đổ nhiều thứ vô qua không thấy ngon nữa ha. Phần này là do lỗi người dàn giận. Vì có huấn luyện viên cho nên buộc cô Hương phải nói vậy để làm cho con tốt hơn và hay hơn. Còn con là giỏi rồi ha. Hát cũng được, diễn cũng được, diễn kịch rồi còn vô bi đồ gì nữa nha. Rồi yên tâm. Cảm ơn cô Diệp Hương. Xin mời chú Nghĩa. Bé Vy á, diễn dễ thương, nhí nhảnh hồn nhiên, đúng lứa tuổi của con cũng được. Rồi khi con vô cảm xúc cũng được luôn. Mà khi con vô cảm xúc á, nó nhẹ nhàng lắm, nó không thấy cố tình, nó không có bị làm quá lên, không phải khóc mà cho người ta biết là tôi đang khóc. Tức là con diễn mọi cái nó nhẹ nhàng từ bên trong con nó toát ra. Mà đó là cái điều rất là đáng quý. Diễn chân thật ở cái độ tuổi của con mà diễn được như vậy là rất là hay. Chỉ là tiết mục nó hơi dài, hơi tiếc một chút thôi. Chứ còn riêng về phần con làm rất là tốt bữa nay. Cảm ơn chú Đại Nghĩa. Cảm ơn chú Đại Nghĩa. Và xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều vì đã nhận xét rất là công tâm dành cho mỗi tiết mục. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong một không gian đầy cảm xúc của những vũ điệu đương đại. Và ngay bây giờ xin được giới thiệu đến với tất cả quý vị thí sinh đến từ đội siêu sao nhí Mỹ Duyên, xin mời. Vì cô Hương không có muốn khóc, gán mình không có muốn khóc trên TV nhá. Hương ráng luôn, nhưng mà nó nhẹ nhàng, cứ nó cứ thấm giống như là mưa dầm thấm lâu á. Nói về kỹ thuật của con thì cô không bàn nữa, tại vì cô nghĩ con là rất là tốt. Những cái động tác khó làm cho cô Việt Hương cảm thấy đã, chứ không cảm thấy lo lắng. Cái bài dựng, cái nhạc,
cái cảm giác cho cô tin được là con cần lắm, con cô đơn lắm. Và cái chọn lại là con thỏ cơ, có nghĩa là một cái con mà nó rất là mong manh yếu ớt. Mấy con mà mình cứ nắm nó, mình không dám nắm người, mình phải nắm tay, vì người ta nói nắm vào cái bụng con thỏ cái da nó rất là mỏng non á, sợ con sẽ bị đau bụng và dễ con thỏ dễ bị chết, thì nắm cái tay thôi. Thì con hoàn toàn chiếm được cảm xúc. Người diễn viên lên sân khấu có thể dùng nhiều kỹ thuật, có thể hát dùng nhiều kỹ thuật, nhưng mà đối với cô Hương quan trọng nhất vẫn là cái đạm cảm xúc của người diễn viên truyền tới. Đối với cô thì tiết mục này cô cảm nhận đã thấm và xuất sắc riêng với cá nhân cô. Xin được cảm ơn cô Việt Hương. Cô Đoan Trang thì cũng rất bồi hồi đúng không ạ? Xin mời cô. Một cái tiết mục rất là hay. Một câu chuyện rất là tinh tế. Nó giống như là một người diễn viên rối các bạn, thì đem lại niềm vui cho các bạn nhỏ đúng không? Nhưng mà sâu trong đó là mình có những cái nỗi đau của mình, có những cái nỗi niềm của riêng mình. Nhưng mà sau đó thì chính những bạn nhỏ đó là những người đến với mình và mang lại cho mình cái niềm hạnh phúc đó, cái niềm hạnh phúc dành cho mình, dành cho những cái người giống như là những người nghệ sĩ vậy. Khi mà đứng trên sân khấu thì người nghệ sĩ là người đem lại niềm vui, tiếng cười, đem lại sự giải trí cho khán giả. Nhưng mà người nghệ sĩ cũng là một người hết sức bình thường, cũng có những nỗi cô đơn, cũng có những cái bất hạnh. Và không ai nhìn thấy được điều đó hết. Và khi người ta nhìn thấy thì người nghệ sĩ lập tức che lên cho mình một cái mặt nạ. Giống như khi mà các bạn tới nhìn thấy cái nỗi buồn của con thì con lấy cái đầu con thỏ con che lại, không muốn cho mọi người nhìn thấy. Bởi vì con muốn cho các em nhỏ nhìn thấy con là một con thỏ vui vẻ ban nãy, nhảy múa với các bạn, với các em, đem lại niềm vui cho các em. Nhưng mà chính cái ôm của các em, chính cái sự bao dung của khán giả sẽ làm cho người nghệ sĩ cảm thấy hạnh phúc nhất. Một cái ý nghĩa vô cùng tinh tế mà Huỳnh Mến đã cài cắm vô cái bài này. Thông qua cái kỹ thuật múa của con ngày hôm nay, con thực sự là một diễn viên múa, thực sự cô rất trân trọng những cố gắng của con. Và con có cái thể lực, con có cái thể chất rất tốt và rất là phù hợp để diễn những cái bài múa đương đại. Tay chân rất dài, dai và dẻo. Và con có được cái nét cảm xúc trên gương mặt của con biểu diễn rất tốt. Một phần biểu diễn tuyệt vời. Chúc mừng con. Cảm ơn cô Đăng Trang. Cảm ơn con rất là nhiều. Và đặc biệt là cảm ơn cô Huỳnh Mến. Và chắc chắn bây giờ hai cô trò phải ôm nhau một cái. Huỳnh đúng Mến không? Có nói gì không cô? Khóc nữa. Dạ, đúng với cái tên là Mỹ Duyên luôn. Rất là duyên. Tại vì em rất là trăn trở, rất là khó để mà chọn cái idea, cái câu chuyện, cái ý tưởng để mà làm bài, một cái bài nhảy cho một cô bé lớn, cao. Cái lần đầu á, mà bé thể hiện trên sân khấu này là một bài đương đại. Tay chân rất là xấu, đầu gối cong, chân không duỗi, mọi thứ. Em có khẽ tay, em nói về đội cô đi, cô sẽ thế này thế nọ thế kia cho con. Vì tay chân con rất là dài, rất là hợp với đương đại. Vậy là chị không có cơ hội hả em? Chị là múa đại, chị là múa đại. Chị là múa đại. Người em không hề dài, nhưng mình có thể làm cho nó dài được chị. Đó, có dạ. Thể nghe nghĩa đó, à. Có thể. Em sắp tức cười quá. Dạ, tao chị. Fan của Việt Hương vỗ cái rằng kia để tôi có động lực. Động đó. Lực đi múa đương đại. Tại sao là tôi múa đại quên tôi đương thì bữa đại sao nha. Mọi người sẽ xem chị Hương múa đại. Múa đại thôi chứ không có đương mọi người ha. Dạ. Trong đầu cô Mến cũng có cái ý nghĩ là con rất là hợp với đương đại. Có thể thế mạnh đó mà con bây giờ mới bắt đầu phát hiện ra luôn. Thì em cảm thấy duyên thì rất đúng là duyên. Nó là một cái duyên. Trong một lúc bí quá mình không biết làm gì, tự nhiên mình thấy cái hình ảnh như thế thì mình lại có được một cái lối đi riêng như vậy. Thế mà được mọi người cảm nhận nữa. Thật sự em rất là cảm ơn mọi người. Và chúc mừng cho Mỹ Duyên cũng như là đội Siêu Sao Nhí đã có một tiết mục rất là xuất sắc ngày hôm nay và rất cảm xúc nữa. Một tràng hô tay chúc mừng Mỹ Duyên. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói từng tiết mục tại vòng thi Tài Năng Tỏa Sáng đều được đầu tư rất là hoành tráng để cho tất cả các bạn nhỏ của chúng ta có cơ hội chinh phục ước mơ của mình. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một không gian chinh phục ước mơ của một cô gái nhỏ nhắn. Gia Hân đến từ đội Mây Ngũ Sắc. Xin mời. Kính thưa quý vị, người ta thường nói rằng thu đi để lại lá vàng, thấy bé nó duyên dáng cho tràng pháo tay. Dạ.
Dễ thương quá trời đất ơi. Ai vậy? Ai sanh ai đẻ ai mai ai mặc cho mà thấy cưng quá vậy nè? Chị Phước, chú đó là ai vậy chị Phước? Chị cũng không biết nữa. Nhìn mặt chú này vừa lạ vừa gian. Có khi nào thấy mình mặc đồ đẹp có tới lấy đồ của mình không? Chị Phước, chị đừng có nói bậy. Em biết nè. Thấy chưa, con bé nó nhỏ mà nó có hiểu biết nè. Giới thiệu cái giật mình chơi cho con. Cái chú này á là người lượm dây chay. Hả? Chú đừng làm vậy kỳ lắm chú. Con ơi, nhìn đi nè. Chú ăn mặc đẹp đẽ sành điệu hàng hiệu mấy chục triệu vậy nè. Nghĩ sao vô đây lượm đồ dây chay của tụi con? Chú, nói chuyện chú nãy giờ tụi con vẫn chưa biết chú là ai hết trơn á. Con có lòng hỏi thì chú có lòng trả lời. Chú xin tự giới thiệu, chú tên Phát nhưng mà chú làm thời trang cho nên người ta gọi là fashion. Fashion là thời trang hả chú? That guy, đúng rồi đó con gái. Chú, hả? Chú làm thời trang sống đặt tên trai cho dễ gọi chú. Con trai mà đặt tên trai chứ mắc cười lắm. Mắc cười luôn. Con ơi, vui thôi đừng vui quá. Bé già nhất cái tên gì con? À con hả chú? Dạ đúng rồi. Dạ con tên Phước. Phước hả? Cái gì Phước vậy con? Dạ Tạo Phước. Gái dạ. Tên gì nè, thấy cưng quá vậy nè. Con hả chú? Dạ con tên Hân. Hân hả? Cái gì Hân? Dạ có tên là Hưng Hưng. Con gái đọc lại cái tên của mình coi nè. Hưng Hưng. Tên con là Hưng Hưng. Hưng Hưng. Ý nghĩa gì con? Ý nghĩa lắm á chú. Hồi xưa con nghe mấy bà trong xóm nói á là ba con mê mô tô dữ lắm luôn. Xì xì. Để chú quán triệt lại cái tư tưởng của chú coi. Cái chuyện là ba con mê mô tô với cái tên Hưng Hưng nó có liên quan gì đâu con? Liên quan với chú. Chú thử nghĩ đi. Chú thử nghĩ đây. Mỗi khi ba con dắt xe ra. Leo lên xe. Đề máy lên ra. Hưng 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 Hưng. Trời. Là cái tên con là cái tiếng nhạc bô đó hả? Dạ. Trời ơi, công nhận cái tên của con nó giang hồ ghê quá. Ủa sao chú biết tên con vậy? Trời. Có luôn hả? Con gái tên gì? Dạ con tên Giang Hồ. Hồi nãy thấy nó nhạc bô là tôi nghi rồi. Nè sĩ chú có ý kiến nha. Tụi con chơi thân thì thân, nhưng mà đứng tách tách ra. Đó. Cái tên tụi con mà gáp lại nghe nó kỳ lắm. Giang Hồ Tạo Phước đua xe Hưng Hưng ghê lắm. Vậy con đỡ chú. Sắp bên con á có ba cô chú chép lại còn ghê hơn tụi con nữa. Tên gì mà ghê dữ vậy con? Dạ Hương Nghĩa Trang. Vậy đó. Còn con gái, con như là một cô công chúa. Còn con, 12 chén chè đó thiếu con gà thôi đó. Thấy cưng quá, thôi kệ chú yêu con nít mà làm cái gì chú cũng thấy cưng hết. Ai ai làm cho những cái bộ đồ này? Dạ bạn không đó chú. Ngày nào bạn ấy cũng đi nhặt bịch ni lông, lọ chai để làm thành những bộ đồ cho tụi con mặc đó chú. Hay quá, sáng tạo quá hả? Bạn Hân á cứ mơ sau này trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đó chú. Vậy luôn đó hả? Dạ. Vậy là y hệt rồi. Nhìn con á chú thấy cả một cái khoảng thanh xuân của mình nằm ở đây nè. Tại vì sao chú con biết không? Dạ không. Tại vì ngày xưa chú y hệt như con vậy đó. Ủa, ngày xưa chú cũng lượm dây chai giống con hả? Thấy chưa, thấy ông chưa khoa. Em nói phải rồi mà. Chú thấy mình mặc đồ dây chai á, định như đây lượm á. Chú ơi chú nếu đừng. Chú khó khăn nói tụi con một tiếng, tụi con chỉ chỗ khác cho lượm. Chú đừng giành địa bàn của tụi con, nghiệp lắm. Ý chú á, là chú thích tạo ra những bộ đầm giống như bạn Hân. Ồ. Và tối nay chú sẽ tổ chức một cái show mini thời trang dành trẻ em thiệt là hoành tráng. Có báo đài, phóng viên, có live stream toàn quốc nữa con. Tụi con có muốn tham gia không? Dạ muốn. Chú ơi chú, vậy là tụi con được mặc đồ của chú. Đi thời trang, thiệt hả chú? Thiệt, vậy là đồng ý rồi đúng không? Dạ. Con chào chú Fashion. Chú chào con. Đây là bạn Như Papi, là một siêu mẫu trong công ty của chú. Bây giờ á tối nay chú sẽ nhờ ba bạn này nè cùng với con diễn cái show thời trang cho chú. Bây giờ con nhờ training cho mấy bạn những cái bước đi cơ bản nhất được không? Vậy chú định cho mấy bạn này biểu diễn thời trang hả chú? Bình thường mà có gì không con?
Dạ không, tại con sợ mấy bạn làm không được thôi. Con yên tâm đi, chú nhìn là chú biết bạn nào có tài năng hay không. Bây giờ con chỉ cần chỉ những cái bước cơ bản thôi là mấy bạn làm được hết, được không nè? Dạ. Bây giờ chú sẽ vô trong chuẩn bị đồ đạc. Tối nay hứa hẹn sẽ một show diễn hoành tráng luôn, chịu không? Dạ. Chào tụi con. Tụi con chào chú. Rồi, chào con. À mà chị, hồi nãy á em có nghe chú Phát nói là chị dạy cho tụi em đi thời trang đúng không? Ừ, tôi đi một lần rồi nhìn mà tập nghe chưa. Nhắm làm được á thì tối nay diễn, nhắm làm không được á thì tối nay xin chú Phát nghỉ giùm. Kim chuyện cái gì là? Bớt đừng. Cũng hên là cản. Thôi mình vô chào chú Phát rồi về. Về cái gì mà về, gặp chú Phát mừng muốn chết. Đâu phải ai cũng gặp được nhà thiết kế nổi tiếng đâu. Nhưng mà mình đâu có biết gì đâu mà biểu diễn. Rồi lần hôi show của chú Phát thì sao? Hân, chị hỏi em nè, ước mơ của em là trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng hay làm cái gì hả? Em biết mà, để tìm mẹ. Nếu mình biết được mục đích của mình thì mình phải cố gắng lên. Đúng rồi đó, vậy thì tụi mình cùng cố gắng. Cố gắng, cố gắng, 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 cố gắng. Nói nãy giờ mà vẫn ở lại, không biết xấu hổ còn đứng đó cố gắng cố gắng. Nè, cái xóm nhà lá kia họp chợ xong chưa? Xong rồi. Xong rồi á thì vô thay đồ để ra biểu diễn kìa. Không, mình vô lấy đồ cho bạn mặc nha. Ừ, em ở đây tập cho tốt, chị đi vô trong lấy nước cho em uống, biết chưa? Cảm ơn hai người nha. Ừ. Ê ê, chết rồi, lẹ lên lẹ lên. Hân ơi, Hân ơi, không xong rồi, có chuyện rồi nè em. Có chuyện gì vậy chị? Em nhìn đi. Trời ơi, áo đầm đẹp như vậy, ai cắt uổng quá vậy? Mà có ai vậy chị? Em nhìn tên đi kìa. Hửng Hừng Hưng. Tên của em nè. Thì đó. Ai cắt áo đầm của em vậy? Không biết. Rồi sao tối nay em diễn đây? Dễ lắm. Thì thế chị, chị có cách gì hả? Ừ. Cách gì vậy chị? Thì tối nay em khỏi diễn. Nhưng mà đây là ước mơ của em đó Hân. Nhưng mà cái áo đầm nó bị rách rồi. À, em có cách. Cách gì vậy? Vậy mà mình nghĩ không ra, hay là mình liều một phen đi. Ừ. Đi. Đây. Định giành vị trí vedette của tôi hả? Đừng có mơ. Để coi tối nay mấy người sẽ mặc cái gì. Chú, cái này là mình được lên TV đúng không chú? Mô tô nên đặt con là Hửng Hừng Hưng. Lúc nhỏ mẹ có dắt con tới gầm cầu Mỹ Thuận. Mẹ nói con đứng đây chờ mẹ, mà con chờ hoài không có thấy mẹ tới. Mẹ ơi, nếu mẹ có xem chương trình này thì mẹ hãy tới đây đón con nha mẹ. Con luôn luôn ở đây chờ mẹ. Xin chia sẻ cái clip này trên rộng rãi để cho bé mau gặp lại người thân. Em hơi xúc động. Nhưng bây giờ show của chúng em chính thức kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Nói chú nghe, con ơi, cho chú hỏi câu này nha. Bộ đồ của chú thiết kế xấu lắm hả? Sao nãy con không mặc? Dạ không, con xin lỗi chú. Vì hồi nãy con lỡ làm hư bộ đồ nên con đã dùng đồ tái chế. Con làm ra một bộ đồ mới để cho khán giả không biết bộ đồ bị rách. Ôi, thôi qua rồi không có gì buồn hết ha. Chú Phát. Gì con? Chuyện gì? Không phải do em Hân làm rách đâu mà do con. Hân ơi, cho chị xin lỗi về chuyện mua đồ nha. Em đừng có giận chị. Em không có giận chị đâu. Kể từ hôm nay tụi mình sẽ là bạn tốt, cùng mặc trang phục của chú
trình diễn thời trang, em chịu không? Dạ chịu. Chú cũng sẽ nhờ các phương tiện báo đài đăng tin tìm mẹ con ha. Và trong thời gian đó, chú sẽ đón tụi con về ở chung với chú và đào tạo cho tụi con trở thành những người mẫu chuyên nghiệp luôn. Yeah. Giờ đi một vòng cho tôi coi coi. Ê mẹ, con quá tuổi rồi. Thương em đi. Quá là dễ thương. Một lần nữa một tràng hô tay cho Gia Hân. Quá là duyên dáng, xin được giới thiệu diễn viên hỗ trợ Tấn Phát, Ngọc Phước, bé Mỹ Dung cùng với bé Thanh Ngọc. Cảm ơn mọi người, xin mời mọi người vào trong ạ. À, còn Hân ơi, nói gì nữa, con đứng ở đây nghe mọi người nhận xét góp ý nha. Hân ơi, con là người có thể diễn kịch. Tại vì á, diễn kịch á, con không có bị gào thét, con không có bị lo sợ, mà con đúng tâm lý. Và đây là một cái vở kịch đây, là vì họ chỉ có một cái đường dây, nó gọi là đường ở trong nghề gọi là cái sợi dây chỉ hồng đó ha, cứ dẫn đúng cái đường dây đó trên cái mặt cầu, cái nhân vật của mình thì con có cái tố chất đó, diễn tốt, giọng tốt, được cái con có cái gương mặt rất là xinh xắn, ta gọi là đào thương đó, có vô cái hoàn cảnh chút xíu là mình xúc động ngay. Cảm ơn con, cảm ơn cả anh chị luôn nha. Xin mời cô Đoan Trang tiếp theo ạ. Con rất là có duyên, ngày hôm nay con lại đưa lại một, đem lại một cái hình ảnh mới nữa, đó là diễn thời trang, diễn hài. Cái hài của con, khi mà con bung cái miếng ra, cái miếng của con nó duyên vô cùng mà nó rất là sâu, cho nên cô thấy con rất là khôn khéo ở trong cái vai diễn của mình. Rồi con đi ra mà con kể cái chuyện mà cái tên của con á, là con dắt ba con dắt cái xe ra, cái vai của con ẹo qua một bên rồi con làm hưng hưng, chứ có duyên gì đâu, con làm thử cái chỗ đó đi, làm thử cho cô coi đi, chứ cô là cô làm không được rồi đó. Tên con là gì? Tên của con á. Dạ tên con là hưng 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 hưng. Cô Trang cho 10 điểm nhờ cái tên hưng hưng rồi đó. Dạ. Nhiều đó là đủ 10 điểm rồi đó, chúc mừng con. Cảm ơn cô Trang, xin mời chú Đại Nghĩa. Con biết không, chị hưởng hừng hưng, thì nếu như mà mình không có năng khiếu thật sự, mình chỉ bắt chước lại thầy dạy kêu là hưởng hừng hưng là hết. Nhưng mà con có cái thái độ diễn của con trong đó nữa, và chính cái đó mới tạo nên cái duyên dáng cho những cái mảng miếng mà con thể hiện. Và nó làm cho mọi người xem cảm giác rằng những cái mảng miếng đó là của con, nó tự nhiên như chính tiếng nói của con, hơi thở của con, chứ không phải là do ai đó gán ghép bắt con phải nói như vậy. Con là một cô bé lanh lợi, không bị rớt tiết tấu. Bên cạnh con là những người bạn diễn tuyệt vời và một cái câu chuyện ngắn gọn, xúc tích. Và chúc mừng con có một vai diễn ấn tượng nữa trong Thử Tài Siêu Nhí. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Một lần nữa một tràng hô tay cho Gia Hân ngày hôm nay rất là xuất sắc trong tiết mục của mình. Chúc mừng lớp học Mang Cụ Sắc, mời con vào trong. Và ngay bây giờ đây, tất cả chúng ta sẽ thay đổi không khí một tí xíu với bài Tân Cổ Sa Mưa Dông, được thể hiện bởi bạn Trung Hậu đến từ lớp học Mây Ngũ Sắc. Xin mời. Gió mưa eo, gió mèo cây cầu, cha băng qua
ngắm cứ rơi hoài để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè. Con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Trời xa mưa giông cho buồn lòng đưa con xa xứ. Dòng con với bao kỷ niệm ngày xưa thương nhớ lại đông đây. Trời đẹp nắng lên, mái lá nghèo không còn giá lạnh. Cả nhà vui bên bữa cơm nghèo, nhưng buổi chiều trời đã mưa giông nước. Cha mẹ đã đi đi mãi không về, trên sông buồn mưa tạnh con ngồi mình, muốn chút cạn thông tình theo hương khói bay bay. Trời sao bài cánh lá lai cho quang nghẹt lâm tay, giông bão chỉ một ngày mà bao nỗi đắng cay.
Và đó chính là Trung Hậu. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Con biết là lúc con hát á, cô Hương phải kêu hết cả mọi người nhìn giùm tôi có thằng bé hay là một cái ông cụ 60 mấy tuổi bận bộ bà ba đứng hát. Cái giọng con nó già tới như vậy, mà điều quan trọng là con giống cực kỳ Hoài Linh đó, con biết không? Bận cái bộ bà ba nâu, ốm tông ốm teo, đứng ở trên cầu tôi lo hết sức, tôi sợ gió rớt ông xuống dưới, rồi ông đi lẩn thẩn ông xuống đây ông hát. Tôi cứ hỏi nó chắc nó 60 mấy rồi. Chiều tới cái ngày mà chiếu cái này nè, cô cầu mong cho nó mưa thiệt, rồi ngồi ở nhà rồi mở con lên con hát. Con cảm ơn. Nhưng mà điều quan trọng nữa là cái vũ đòn của con diễn sâu lắm, con biết không? Cầm cái cây trống trống đi, lâm khum như nè, thấy thương quá, mặc áo tơi cho vừa lòng. Nó ra đó nó nằm bẹp xuống, trời đất ơi, rụng tim, không còn gì để nói nữa, chắc đè hung con trai xuống cho tôi hung cái rồi. Đè cô hung một cái con. Con ở đâu? Dạ con ở An Giang. An Giang hả? Trời ơi, cho cô bắt tay con cái nghe. An Giang ở khu vực nào con? À, con ở chỗ nào của An Giang? Dạ con ở Kinh Đào. Kinh Đào hả? Kinh Đào, chú nghĩ hay về An Giang lắm. Chúc mừng quê hương An Giang, có một thằng nhỏ thật thà dễ thương, hát hay đụng nóc nha. Nghe thôi con. Gì để con. Cô Đăng Trang, xin mời cô. Với những cái màu sắc âm giọng như thế này á, là nó lợi thế về cái âm vang sáng. Bởi vì đây là giọng tenor, giọng cao, thành ra là chắc chắn là sẽ bị bất lợi ở những nốt thấp, nốt trầm. Cho nên thứ nhất là mình chỉnh cái tông của bé. Thứ hai nữa là tụi con phải qua nhiều thời gian, 5 tháng thì tụi con lớn lên, cái giọng của tụi con sẽ đầy đặn hơn. Cái đó là tự nhiên thôi. Còn riêng cá nhân cô thì cô thấy hôm nay con hát rất là cảm xúc, có những cái giọt nước mắt ở trong câu hát của con, hiểu được cái nhân vật của mình, cái bài hát của mình. Con có cái ưu thế hơn các bạn, đó là con hát được cải lương. Vậy thì cô khuyên con nên tự tin lên. Bạn nào ra sân khấu cũng giống nhau thôi, mình có lợi thế thì mình phải hiểu được cái lợi thế của mình để mình càng tỏa sáng hơn nha con. Chúc mừng con. Cảm ơn cô. Cảm ơn ban giám khảo. Một tràng hoa tay cho Trung Hậu. Chúc mừng con, mời con vào trong. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại tập thi đấu mang tên Tài năng tỏa sáng của 13 bạn thí sinh rất là xuất sắc. Hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả sẽ yêu thương 13 thí sinh của chúng tôi. Và ngày hôm nay hãy dành một tràng hoa tay để chào đón sự quay trở lại của 13 thí sinh. Xin mời. Một tràng hoa tay lần lớn cho 13 tiết mục trong đêm thi Tài năng tỏa sáng. Cảm ơn hai lớp học rất là nhiều vì đã có những sự dàn dựng và đầu tư cũng như ý tưởng cho các tiết mục vô cùng tuyệt vời, chinh phục trái tim của ban giám khảo của chúng tôi. Và như đã nói, vòng thi đấu này chúng ta sẽ có 10 thí sinh, 10 tiết mục sẽ tiếp tục đồng hành cùng với thử tài suy nhí vào tuần sau. Và bây giờ sẽ là kết quả đến từ ban giám khảo. Xin mời. Chú Nghĩa sẽ đại diện cho ban giám khảo công bố tên của 3 bạn nhỏ được đi tiếp vào vòng trong. Các con đã rất là cố gắng, nhưng mà nhiều khi chúng ta nói học tài thi phận mà, đúng không con? Nhiều khi mình lên sân khấu á, có khi mình tỏa sáng, mình thăng hoa, nhưng mà có khi mình không có được hay như những ngày mình đã tập luyện. Cho nên là bây giờ bạn nào mà đi tiếp thì vui, bạn nào mà chưa may mắn dừng lại cũng không lấy làm buồn, mình tiếp tục về nhà mình rèn luyện. Các con ha, bạn nhỏ đầu tiên là một bạn mà chú Nghĩa rất là thích. Đó là bạn Nhật Minh. Chúc mừng Nhật Minh. Bạn tiếp theo là bạn có đôi cánh màu trắng, Bảo Hưng. Chúc mừng Bảo Hưng. Tiếp theo chú Nghĩa sẽ gọi tên bạn nhỏ đi tiếp vào vòng trong. Đó là ông vua và bà hoàng hậu Gia Huy Nhất Vương. Chúc mừng cặp đôi rất là xinh đẹp và tiết mục cũng rất là xuất sắc. Chúc mừng các con. Và tiếp theo thì cô xin được phép đại diện cho ban giám khảo để mà đọc 3 bạn tiếp theo được lọt vào vòng trong nha. Người đầu tiên đó là một bạn vô cùng xứng đáng, và cô mong là sau khi đạt được ngày hôm nay, được lọt vào vòng trong thì con tiếp tục tập luyện để không làm cho ba mẹ, thầy cô cũng như tất cả khán giả đã yêu thương con trong suốt những tuần qua. Đó là Mỹ Duyên. Chúc mừng cho Mỹ Duyên, một cô gái và nó có rất nhiều tình cảm trong những vũ điệu của mình.
Bạn tiếp theo được lọt vào vòng trong, phải cố gắng hơn nữa, tự tin hơn. Cô chúc mừng Trung Hậu. Trung Hậu, chúc mừng con. Và trong số những cô bé, cậu bé rất là đáng yêu ở đây, ai sẽ được một cái tấm vé tiếp theo nào? Cô xin được chúc mừng Song Thi. Wow, chúc mừng hai chị em sinh đôi. Cô Việt Hương đại diện cho cái nhóm Hương Nghĩa Trang xin đọc tên bạn Thảo My. Chúc mừng Thảo My. Xin đọc tên bạn Gia Hưng. Wow, chúc mừng Gia Hưng. Hưng 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 ra vô nè. Xin đọc tên bạn Phương Nhi. Chúc mừng cho Phương Nhi. Vậy là chúng ta chỉ còn một vé duy nhất. Một vé. Và chúc mừng Bảo Châu. Một tràng hô tay cho Bảo Châu. Và một tràng hô tay lớn hơn nữa cho ba bạn thí sinh rất là xuất sắc của chúng ta trong thử tài siêu nhí. Được không ạ? Vỗ tay lớn hơn cho ba bạn. Cảm ơn các con đã tham gia chương trình thử tài siêu nhí mùa thứ 3. Xin mời ban giám khảo chúng ta lên sân khấu để chúc mừng các con đã may mắn bước vào vòng trong. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại vòng thi đấu tài năng tỏa sáng của các thí sinh nhí. Và chắc chắn rồi, 10 cái tên sẽ được đi tiếp vào vòng trong. Hứa hẹn sẽ mang lại những điều thú vị và hấp dẫn cho chính tất cả quý vị khán giả vào tuần sau. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với chương trình thử tài siêu nhí mùa 3. Và ngày hôm nay mình sự rất là vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong vòng thi đấu mang tên tài năng tỏa sáng. Và vòng thi đấu tài năng tỏa sáng, chúng ta chỉ còn lại 6 chiến binh xuất sắc nhất mà thôi. Sau vòng thi đấu ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những tấm vé dành cho các bạn nhỏ bước vào vòng chung kết. Nhưng các bạn còn lại cũng đừng quá vội buồn, chúng ta vẫn sẽ còn cơ hội tại vòng thi đấu lội ngược dòng. Và ngày hôm nay, hãy cùng nhau chào đón thành phần ban giám khảo. Xin được giới thiệu ca sĩ Đoan Trang. Xin được giới thiệu nghệ sĩ Việt Hương. Và cuối cùng đó chính là nghệ sĩ Đại Nghĩa. Và bên cạnh đó còn có quý thầy cô đến từ hai lớp học rất đáng yêu. Đầu tiên lớp học Mây Ngũ Sắc. Tiếp theo đội Siêu Sao Nhí. Các bạn nhỏ thân mến ơi, ngày hôm nay sân khấu này là của các con, hãy tỏa sáng lên nào. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả bước vào vòng thi tài năng tỏa sáng. Ôi, buông căng tung bay lòng gió, ôi, thuyền ta buồn sao khoai gác trèo lên ta nướng khô khoai, gió lên rồi căng buồn theo gió kéo chạy cho con cá khô khoai, cánh tay này sức dài vươn lên chỉ làm trái vừa gió ra khơi.
quan ơi quan họ bó ghê mà nghiêng nga. Là họ không ai sông sèo, không ai sông sèo. Ơi họ là họ ơi. Không ai sông sèo, không ai sông sèo. Ơi họ là họ ơi. Trong tranh trong xanh có con gì coi thường đất trời. Dù như nàng cũng bay trên cao, một con nick nổ ra nó rồi. Sợi dây kim mong manh, bọn con nick nó là ốc sò. Dù bay cao vẫn thiệt là hát cao với trời. Bay, bay, bay đôi đi riêng. Cho sự hỗ trợ của ban nhạc Nemo, nhóm bè Sunrise cùng với vũ đoàn NK. Một tiết mục quá là bùng nổ trên sân khấu. Vỗ tay cho Nhật Minh. Chị Hương ơi, thường bữa đó có những cái tiết mục của Nhật Minh thì chị Hương rất là thắc mắc không biết ai hoàn phối khí cho bạn đó, đúng không ạ? Thế hôm nay chị muốn biết không ạ? Có, muốn. Một tràng hỗ tay cho sự xuất hiện của Phạm Hồng Biển. Là chàng trai đánh keyboard hồi nãy luôn á chị. Qua đây. Kỳ nào làm hòa âm xong chị cũng đều hỏi là ai làm hòa âm hay quá vậy. Rất là thích cái hòa âm của em. Là cái lứa chấm ở đây là cái lứa có tuổi nè. Ha, toàn 7 mấy ít không à. Thành ra là em nằm ở giữa, em nhìn cái gì? 7 ít thì nói 7 ít đi. Rất là phấn khích cho từ khán giả, các em nhỏ và tới tuổi của tụi chị luôn. Và hôm nay một lần nữa đối với chị, với cái bài này chị rất là thích cái hòa âm. Chị còn định ghẹo là ông đánh trống là ai vậy? Tại vì chú của Việt Hương là đánh trống rất là nổi tiếng hồi trước. Và chị có chấm một cái chương trình luôn, cái bé đánh trống là talent năm đó luôn. Thành ra chị coi ông đó, ông cũng chiêu trò lắm. Ông thấy nhỏ vô mới gõ cái cây dùi là ông đẩy hàng liền. Vô cảm ơn chú đánh trống nha. Tất cả đó là đều là sự có tính toán và tập trước xếp của đúng không? Dạ đúng rồi. Tiết mục hoàn hảo, dễ thương, rất là khôn khéo. Hai câu đầu là em đã cho mọi người thấy giọng hôm nay rất khỏe. Ống thẳng đi, không có lệch lạc gì hết trơn. Rồi làm hòa âm bảo vệ xung quanh hết, nhóm múa nó còn nói gì nữa. Vòng bán kết rồi, bây giờ rất khó chấm với ngày hôm nay. Cảm ơn. Cảm ơn chị Việt Hương. Trước khi đến với sự nhận xét của hai ban giám khảo còn lại thì phải hỏi anh Biển tí xíu là trong cái khoảng thời gian vừa qua đó mình hòa phối khí và hỗ trợ cho Tố My rất là nhiều với những chiến binh của Tố My. Thì tới ngày hôm nay rồi anh đang cảm thấy như thế nào với tiết mục của Nhật Minh ngày hôm nay trên sân khấu?
Dạ thì thật ra làm tất cả những cái vòng trước đều là làm xịn xê, làm beat hết. Mình nghe mấy bé hát ở trên đó thì mình cũng không có run bằng lúc mà mình đứng ở trên này mình chơi live band. Vì lỡ có một cái trục trặc gì gì á thì nó sẽ rất là khó xử lý. Và hôm nay thì rất là may, cũng khen Minh rất là giỏi ấy, là đã làm rất là tốt và hát đúng theo yêu cầu của cô Tommy cũng như là của với anh em ban nhạc. Thì cũng xin chúc cho Minh sẽ thành công hơn nữa. Dạ, xin cảm ơn. Biển ơi Biển, bữa giờ mình làm nhạc cho đội của Tommy đi em. Có lấy đồng lời nè không em? Chở gì? Trời em thì dễ lắm anh ơi, cho lấy không cho. Trời đất ơi. Trời đất. Hình em mênh mông như biển vậy đó. Đúng hả? Đúng rồi. Nghĩa ơi, nói thì nói vậy thôi, mình có phải lấy lại cho nhỏ em mình. Nhỏ em mình nó có sắc được ca hay. Cha nhảy đẩy nhạc quá, nhiều khi năn nỉ nữa em. Hát nhẹ bài này mới hòa âm. Đó, hiểu không? Thì ra mấy cái người mà có nhan sắc thường có thủ đoạn. Mở vậy có hả? Câu được một cái ông mà vừa đẹp trai vừa tài năng thối nhạc hay kiểu đó nữa thì còn gì bằng nữa. Tommy ơi, cái đó là lợi thế của đội mình mà đúng không em? Có như hôm nay lại một lần nữa anh nghe cái bài này trời xong nó hay quá, nó biết ngưng, nó biết nghỉ đúng lúc đúng chỗ. Cái chỗ nào cần cao trào, chỗ nào cần ngưng là một cái cho khán giả thót tim chơi, để phô cái giọng của con bé ra. Đúng không? Tức là phải có một cái sự kết hợp hài hòa của những cô chú hỗ trợ cho con để con tỏa sáng. Con làm rất là tốt ở những cái đoạn cao trào hay những cái đoạn mà ngưng lắng lại để con khoe được cái chất giọng đầy nội lực của mình. Con đều làm tốt chưa hết, còn chiêu trò phóng vô quánh trống rồi buông ra nhảy múa với con diều nữa. Chúc mừng con đã có thêm một tiết mục thành công trong chương trình nha. Cảm ơn chú Đại Nghĩa. Dạ, và cuối cùng luôn xin mời cô Đoan Trang. Chất giọng của con là vô cùng hiếm hoi, nhất là với chất giọng con nít. Thường thì có độ thấp thì cái âm chung của nó đẹp nhưng mà không có cái phần vang, hoặc là có phần vang thì em bé không xuống trầm được. Nhưng mà với con lại là một đứa con trai, con hát giọng những cái nốt cao thì rất là sáng, cho nên con hát rock rất rất là hợp, rất là tiến bộ. Hôm nay con biết diễn và có những cái nốt á, có những cái từ con hát nó phải chạy cái nốt rồi nó phải luyến chút xíu, nó rất là cool, nó rất là ngầu đó. Và đặc biệt tiết mục này là một trong những tiết mục hiếm hoi trong chương trình là chơi live band, rất là hay. Chúc mừng cô Tommy, các con và ban nhạc và em Biển. Vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa, vỗ tay chúc mừng cho Nhật Minh. Em chỉ cảm ơn anh và chúc cho đội của Tommy sẽ còn thành viên vào trong chứ để công mà mình thất nghiệp. Dạ. Hoàng Trang vỗ tay chúc mừng cho sự kết hợp này. Cảm ơn Nhật Minh. Cảm ơn ạ.
Một tràng hoa tay cho Mỹ Duyên cùng với vũ đoàn Like. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật chính ngày hôm nay, người đã giúp cho cái không gian ở đây trở nên xúc động vô cùng, và đặc biệt là chú Đại Nghĩa. Rồi cái sự dữ dội và bạo liệt trong cái nhân vật của con nó dằn xé ra làm sao, và chú nghẹn ngào vừa lo cho con vừa hồi hộp cho con mà cũng thán phục và ngưỡng mộ. Không còn biết nói gì hơn nữa. Cảm ơn cô Mến đã mang đến một tiết mục quá tuyệt vời như vậy và chúc mừng con. Trước khi cô Mến chia sẻ về cái ý tưởng nhà dựng của mình và quá trình tập luyện trong khoảng thời gian vừa qua thì thôi mời cô Đoan Trang luôn để chia sẻ cái cảm xúc ngay bây giờ luôn ạ. Xin mời cô. Đương đại và basso doble là hai trong những vũ điệu mà cô Đoan Trang cảm thấy hấp dẫn nhất và nó rất là khó biểu đạt. Với con ngày hôm nay thì với basso, nếu như con muốn hoàn thiện mình hơn nữa thì cái gương mặt của mình với basso doble phải mãnh liệt hơn nữa, phải sắc sảo hơn nữa. Và cô nhìn xuyên ở trong cái con người con là một cái ngọn lửa vô cùng mãnh liệt của nghệ thuật. Và cô nhìn thấy được ở con tinh thần của một nghệ sĩ múa. Cô cảm thấy rất là tự hào khi mà thử tài siêu nhí mùa 3 có một thí sinh như con. Cô chúc mừng Mỹ Duyên. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là thời gian để hai cô trò nói tí xíu. Thứ nhất là cô Hình Mến chia sẻ đi. Bây giờ thở phào nhẹ nhõm chưa? Cũng giống như các thầy cô khác, tới phần thí sinh của mình lên là rất là hồi hộp. Mà tới vòng này thôi thì cái sự hồi hộp nó tăng lên rất là nhiều. Mà trước khi để ngồi đây hồi hộp á, thì em phải vượt qua rất là nhiều thử thách. Em vượt qua cái bóng của mình. Mình đã làm cái gì 2 năm trước, mình không được làm lại cái đó. Nói chung là nó là cả một cái quá trình. Chứ em không dám gọi là quá liều lĩnh để mà đưa cho các bé của mình các cái thử thách ngày càng khó hơn. Tại vì những cái vòng trước mình đã nhảy được cái bài như thế này rồi, cũng có lỗi, cũng có điểm mạnh. Nhưng mà mạnh thì phải càng mạnh hơn, lỗi thì càng ngày phải khắc phục. Đó là cái tinh thần, cũng là cái mà động lực để em cố gắng. Cũng giống như là em đưa ra những cái thử thách cho các bé trong đội của mình. Cảm ơn Huỳnh Mến rất là nhiều. Còn nói với con ngày hôm nay thì sao? Thì đây là lần đầu tiên mà con trải nghiệm cái điều này. Và lúc đầu thì con có một chút sợ, nhưng mà sau rồi khi mà mình lên được cái vòng rồi thì con tự nhiên trong lòng con rất là hạnh phúc. Rồi con cũng hết quên đi cái sợ luôn. Về với cái sân khấu của mình rồi là về với chính bản ngã của con. Và ngày hôm nay con đã làm mọi người ở đây rất là xúc động. Một tràng hô tay nữa chúc mừng cho Mỹ Duyên đến từ đội Siêu Sao Nhí. Quý vị và các bạn thân mến, trong khoảng thời gian vừa qua thì Việt Nam của chúng ta cũng đã có rất là nhiều những giải thưởng vô cùng tuyệt vời và làm cho cái niềm tự hào dân tộc của những người dân Việt Nam của chúng ta ngày càng tăng cao hơn. Và đặc biệt hơn hết là ngày hôm nay tại sân khấu của Thử Tài Siêu Nhí cũng thể hiện được tinh thần tự hào dân tộc như thế, với sự thể hiện của hai bạn nhỏ rất là dễ thương, đáng yêu, Gia Huy và Nhất Phương đến từ đội Siêu Sao Nhí. Xin mời! Cho Gia Huy và Nhất Phương. Xin được cảm ơn vũ đoàn Like rất nhiều. Không sao đâu con, cô Hương cũng bị vậy đó, có lúc phải chật chục một chút con ơi. Không sao. Vỗ tay cho hai bạn nhỏ được không? Nít con quý vị, đi thi con nít nó khác người lớn. Dạ. Người lớn lỡ trật cái mặt xạo xạo qua phà. Mà không biết chị có đồng ý với em không, là cái bạn nam bạn làm không được, nhưng bạn cố gắng, bạn muốn là bạn phải leo lên được cái cuối cùng. Thì mới rồi bà kia bả lo, hiểu không? Sao đâu con ơi. Mến ơi, Mến không sao đâu cưng, em mạnh mẽ lắm, không sao đâu. Rồi, mời hai bạn nhỏ ra sân khấu cùng với cô Mến của mình luôn. Ok. Một tràng hoa tay cho Gia Huy và Nhất Phương. Yeah.
Con với những cái kỹ thuật như thế này mình bị trật chuột là chuyện bình thường. Hồi đó chú Nghĩa cũng từng bị giống như thế này rồi. Chú Nghĩa cũng đu dây và bay trên cao khi mà chưa chạy lấy đà xong á, mà rút dây lên rồi, cho nên là cái lực nó không đủ quăng ra, thành ra nó trì xuống rất là nặng. Và chú Nghĩa cũng không hoàn thành tốt cái phần thi đó. Và khi chú Nghĩa rớt xuống á thì cái tay chú Nghĩa nó bị chấn thương luôn. Đó, có út thì những xè ngang là gì nè. Cái chú Nghĩa lo, trời ơi mình là diễn viên, rồi lỡ như sau này mình đóng vai chú bộ đội, mình đứng mình chào, rồi chào sếp, chào sao, xin chào vậy. Nó là cái điều hết sức bình thường, những người lớn như các cô chú còn bị, mà huống hồ chi là ở tuổi nhỏ như các con. Mà ngày hôm nay cô Mến đã đưa ra một cái bài mà nó đúng cái tinh thần vào cái thời điểm này, khi mà tất cả mọi người còn đang sôi sục với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Đáng lý bài này là phải bữa mở màn ở sân Mỹ Đình á. À đúng rồi đó. Và tất cả mọi người đều yêu Mến hai đứa con cả. Những cái sơ sót trục trặc cái đó chuyện bình thường, phải không quý vị? Đúng quý vị. Không có gì phải khóc. Cô là cô cứ tưởng đâu là cô đang xem Thế vận hội á. Là hai đứa con giống như là hai vận động viên quốc gia đó đi thi. Mà hai đứa con không chỉ thi một môn mà thi rất là nhiều môn. Cũng có bóng đá nè, cũng có cổ vũ nè, rồi có múa lụa, có đu dây. Cho nên là cô nhìn thấy hai đứa con mỗi ngày trong cuộc thi này, tụi con phát triển rất là nhiều và rất là tiến bộ. Cô tin là ba mẹ cũng như cô Huỳnh Mến, cũng như tất cả bạn bè xung quanh con đều cảm thấy rất là vui vì hai đứa con, hai bạn nhỏ từ Đà Nẵng đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh thi và ngày hôm nay được vào tới bán kết như thế này, còn có khi may mắn vào vòng trong nữa, cho nên hãy vui lên nha tụi con. Cô đánh giá tụi con rất là cao, rất là can đảm. Chúc mừng hai đứa con. Ở cái tuổi này thì có rất nhiều bé tài năng, nhưng mà 8, 9, 10 tuổi mà có một cái tinh thần và nghị lực rất là mạnh. Em cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được tiếp xúc với những bé như thế này. Có rất nhiều giai đoạn trong cái quá trình tập luyện của cái bài này, những cái sự đòi hỏi, những cái khó khăn và thử thách đưa ra, Huy Phương đã vượt qua rất là nhiều thứ và đã cố gắng. Nói chung là em nói những cái đó thì nó hơi thừa rồi, nhưng mà cô hy vọng là hai đứa đừng có buồn. Tại vì á, mọi người ở đây sẽ thấy được là các con đã phải làm những gì nãy giờ trên sân khấu. Một bài của mình, một cái tinh thần mãnh liệt, cái sự yêu nhảy múa. Tại vì nhảy múa của mình bây giờ đã được thi Olympic rồi. Thì cô Mến cảm thấy giống như một cái tia hy vọng dành cho nhảy múa của chúng ta. Nói riêng và nói chung là tinh thần thể dục thể thao, đặc biệt là bóng đá của Việt Nam. Thật sự thì khi mà nhìn Huy Phương tập luyện thì em cảm thấy mình hơi ác. Nhưng mà Huy Phương không có giống các cái bạn nhỏ khác, đặc biệt hơn rất nhiều. Các bạn nhỏ khác có thể làm được những điều này qua nhiều năm tháng tập luyện, nhưng mà Huy Phương có thể làm được những thử thách cô Mến đưa ra trong vòng ít ngày thôi, và không bao giờ làm mình thất vọng. Cảm ơn các con. Cảm ơn cái tinh thần rất là quyết liệt của cô Huỳnh Mến. Chúc mừng hai đứa con, rất là giỏi. Huấn luyện viên của tụi con nói mà còn xúc động á, giống như dạ, mẹ vâng. Vậy đó, hiểu không? Mẹ mà nuôi lớn một đứa con xong rồi mình kể về đứa con của mình đã đó. Cho nên là cỡ nào cỡ là hôm nay tụi con kiểu như là trưởng thành ha. Hoàn toàn cô rất là bất ngờ với đêm bán kết ngày hôm nay. Dạ vâng. Và đối với hai đứa bé nhỏ như thế này, cô Mến nói đúng á, 8, 9, 10 tuổi làm vậy là quá sức tưởng tượng rồi ha. Đẹp, hay. Dạ. Rồi, chúc mừng hai đứa. Một tràng hoa tay cho hai tụi con và thành phố Đà Nẵng sẽ rất là tự hào về tụi con nữa. Một lần nữa, một tràng hoa tay cho tiết mục vừa rồi của Gia Huy và Nhất Phương. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo sẽ là một cặp đôi chị em song sinh rất là ấn tượng và cá tính với những phần dự thi trước đó của mình. Và tối ngày hôm nay thì sao? Hãy cùng nhau chào đón Anh Thi và Bảo Thi đến từ đội Mây Ngũ Sắc. Một tràng hoa tay cho Anh Thi và Bảo Thi. Xin được cảm ơn vũ đoàn Echo rất nhiều. Xin được mời chú Đại Nghĩa tí xíu cảm xúc của mình khi xem tiết mục này ạ. Cái tiết mục này á, ban đầu chú cảm thấy rất là thu hút bởi vì âm nhạc, bởi vì cái con quá dễ thương đi. Nhưng mà khi cái tóc nó rớt ra thì ban đầu chú lại cảm giác là hình như đây là cái sự cố. Rồi một lát thì thấy con diễn thì chú biết rằng đó là cái trong cái kịch bản mình là cái cô bé này đội một cái bộ tóc giả, đúng không? Nhằn nhùng nhằn trên cái cơ thể của con làm cho chú bị phân tâm quá.
chú không có tập trung theo dõi cái câu chuyện của con được nữa. Những cái chi tiết nho nhỏ nó làm ảnh hưởng rất là lớn tới cái cảm xúc của người xem. Đây là một cái bài rất là dễ thương. Nếu như bỏ qua những cái sự cố mà chúng ta đang gặp phải trên sân khấu thì chú tin rằng cái bài này nó làm cho mọi người khi mà coi ấy, cảm thấy nó có cái gì đó nó đáng yêu lắm. Nhưng mà với riêng bản thân của hai con thì hai con cũng đã làm tốt cái vai trò của mình trong cái bài trình diễn ngày hôm nay rồi. Chúc mừng hai con. Cảm ơn chú Nghĩa. Đúng rồi, đó thấy chưa? Hai bé vừa mới đi thi học kỳ về xong là còn một hai tiết mục nữa là đến các bé thi luôn, nên là bọn em nãy giờ cũng cố gắng lắm luôn rồi đó, là mới kịp đội được cái tóc lên thôi, chứ thực sự là nếu chị á thì chị nghĩ cho đội cái nón, đội một cái nón len sát xuống luôn, khi mà gịch cái nón ra thì là lòi cái đầu này. Cái đó cũng là kinh nghiệm sân khấu, dạ, thôi đúng. Nhiều khi đây là một tiết mục mà cô sẽ mời để đi phục vụ các bạn không được may mắn hơn các con ở trong những cái điểm mà cô Việt Hương hay đi từ thiện cho các bé bị bệnh ung thư nè, các bé nghèo nè ha, những cái bếp ăn đó, thì nay có thêm tiết mục của tụi con tới nữa thì các bé rất là vui ha con ha. Trước tiên coi xúc động nổi hết da gà, sợ quá, nhưng mà tại cái lứa tuổi của tụi con hơi nhỏ cho nên nếu mà bàn về kỹ thuật chắc chân chắc tay hay là những kỹ thuật cá nhân thì không bằng mấy anh chị lớn, nhưng mà cái bài dựng lại làm cho cô Việt Hương rất là cảm động. Và hai đứa con đã quá tốt ngày hôm nay rồi, bây giờ thêm nữa cũng không được đâu, vậy là nhất rồi ha con ha. Cảm ơn cô Việt Hương rất là nhiều. Và bây giờ xin mời cô Đoan Trang. Cô rất là thích câu chuyện này, bởi vì không phải lúc nào song sinh thì mình cũng phải làm giống nhau. Tuy nhiên tụi con vẫn có được cái nét song hành của mình ở trong cái bài múa này, cũng giống như cái câu chuyện mà cô Lịch đã dựng cho tụi con, đó là hai người chị em của nhau, mà một người có bị như thế nào thì người kia cũng vẫn luôn nương đỡ, vẫn luôn chở che bảo vệ cho người chị người em của mình, mặc dù sức lực của mình thì chỉ như thế thôi. Rất là hay, rất là xúc động. Và cái mà cô thích hơn nữa là cái phần cuối là cái phần rất là mở ra một cái ánh sáng mới, nó khởi sắc, cho dù đó là chỉ là một cái giấc mơ đi chăng nữa, nhưng mà đó cũng là một cái nét nhân văn. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và chúc mừng tụi con đã hoàn thành xong phần thi của mình ngày hôm nay. Và bây giờ mình chào mọi người giống nhau một cái, mình vô nha. 2, 3. Đâu á, vỗ tay cho anh Thi và bố Thi. Và ngay bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ lại một cô bé rất là dễ thương, duyên dáng, luôn luôn có những cái sự lạc quan tích cực thông qua những cái lời thoại của mình. Mọi người còn nhớ không ạ? Đó chính là Hương Hương. Và lần này Hương Hương của chúng ta sẽ quay trở lại với thử tài siêu nhí vòng bán kết như thế nào, hãy cùng nhau theo dõi. Xin mời. Làm sao mà làm hằng Nga được? Chứ sao công chúa làm hằng Nga được? Tại vì công chúa đẹp, với lại công chúa là con gái nữa. Ăn gian, nghỉ chơi. Thôi. Sao hôm nay sao cha buồn quá vợ? Không chơi cái đó nữa đâu. Vậy mình không chơi cái này thì mình chơi cái khác nha. Chơi gì vậy? Mình chơi là phụ dương công chúa nha. Thích làm phụ dương á, là làm phụ dương là làm cha hay gì, được quyền ký đầu. Nhưng mà với một điều kiện, cha phải ăn hết tô cơm này. Thôi không ăn đâu. Ăn đi mà. Thôi không ăn. Ăn đi công chúa thương. Thôi cha hãy miệng ra đi. Ngán quá. Hai phụ dương, để tô cơm xuống đây chút xíu mình ăn nha. Hay có nè, nằm đi. Im lắm đó nha. Coi vậy mà phụ dương dễ ngủ thiệt. Làm bộ á. Thôi ngủ thiệt đi. Nhưng mà lấy cái gói này ra đi, lấy gói kia đi. Chứ vậy là đau cái gói công chúa đó. Đây. Trời ơi, cái gì vậy?
quên gì vậy? Cha con đang ngủ. Quên. Sao? Trời ơi, thì sao bán trâu lòng cả buổi không thấy bay đi ngang qua bán vé số? Cái sao lo quá, sao qua đi, sao còn... Trời đất ơi con ơi, bây giờ là 3 giờ mấy chiều rồi mà cầm một cọc vé số, sao không đi bán đi? Hồi nãy con định trả vé số, mà con thấy cha con sốt cao quá, con không biết làm sao hết. Trời ơi, cái mặt quá kìa. Thôi, bây giờ bán kịp gì nữa, đi ra trả đại lý đi con, sao đây sao cành ổng giùm cho, nghe. Dạ, con cảm ơn Sáu. Đi lẹ đi. Ê, quên, Hưng. Dạ. Trời ơi, sao quên hỏi con nữa. Bay kêu gì sao cũng nghe, bay biểu gì sao cũng làm trơn. Tự nhiên kêu dắt về cả đống rơm. Sao tưởng là hôm nay là bay là đem về để trang trí Noel. Trời ơi, tao dắt về cả đống ai nhà, bay làm cái gì vậy con? Sao thông cảm đi, gia đình neo đơn mà. Để dạy cho cha con thấy ấm cúng. Trời ơi, ấm không con? Ấm. Thôi con đi trả nha. Ừ, đi trả đại lý đi. Ê. Con ngủ thiệt chưa vậy? Dạ thiệt, hồi nãy còn ngáy nữa mà. Trời ơi, hôm bữa hổm cũng bay này nhớ không? Bay nói ông ngủ rồi, sao qua sao canh nhà giùm. Trời ơi, tao đang quét nhà vậy nè. Cái ông ngộn bực vậy. Quay qua, ông nhìn thẳng vô mặt Sao. Ông giật tay Sao. Ông mở miệng, ông nói: Công chúa. Trời ơi, sao biết hay vậy? Thì ngày nào á, việc đầu tiên cha con thức dậy cũng đi tìm công chúa hết. Cha con thương công chúa lắm. Sáu. Hả? Sáu cầm những con cọc vé số này Sáu. Cầm đi. Cầm nè. Rồi mỗi ngày con qua nhà Sáu con ăn cháo lòng chừ. Ủa sao vậy? Thì nãy giờ con định trả vé số, mà Sáu đâu có cho con đi trả đâu. Thì giờ Sáu ôm giùm con chứ sao. Trời ơi, lanh quá ha, lý sự quá ha. Thôi đi trả lại đi lẹ đi bà ơi, trễ giờ. Đi lấy lên. Dạ. Ê chết, trời sắp chuyển mưa rồi đó con, đem theo có mưa. Cháy nhà bà con ơi, gia đình tôi vợ con tôi còn ở trên gió đó. Cứu đi, Mình ơi, em nè, Mình ơi. Cứu đây nè. Mình ơi, đỡ lấy con Mình ơi. Mình ơi, tôi cho con nè. Công chúa. Đừng sợ con, đừng sợ. Công chúa với cha này cha. Công chúa được cứu sống rồi, không sao đâu. Minh. Hả? Lại đây. Ở đây nè. Sao mình gan quá vậy? Dám nhào vô lửa cứu con, rồi rủi mình có phỏng, rồi mình có cái gì thì sao? Hả? Nhà gia đình mình không ai bị sao hết trơn là vui rồi. Cha, cha tỉnh lại đi cha. Đây là gì sao? Không phải mẹ đâu cha. Mẹ mất lâu rồi. Cha nhớ không? Cha còn nói với con á, ngày đó là ngày sinh nhật của con. Cha đi mua bánh kem, nhà mình bị cháy, mọi người đều kẹt trong đám cháy. Vì mẹ thương con mà mẹ đã mất rồi. Ủa, thì đúng rồi, cha đi mua bánh kem về là phải có ông bà nội nè, gia đình bác hai nè, rồi có mẹ nữa, rồi đâu hết rồi hả? Mọi người ở đây nè cha, đây là ông nội, còn đây là bà nội, còn đây là gia đình bác hai, còn đây là anh hai, còn đây là mình. Cha ơi, ngày hôm qua con có mơ mẹ về. Mẹ nói con á là không có được khóc, con phải cười để nuôi cho cha nữa. Mẹ ơi, con thương cha lắm, mà cha cứ vậy hoài à. Con không biết
3 năm rồi mà lòng em còn lo lắm. Mình cứ ngây ngây dại dại vậy hoài thì cuộc đời của con mình sẽ ra sao đây? Mình tỉnh lại, mình lo cho con nha mình. Hãy ráng vì con, vì con mà tỉnh lại nha mình. Mình ơi! Cha đang ở đâu đây? Chị Sáu, chị Sáu bán cháu lòng nè. Trời ơi anh Năm ơi, anh tỉnh lại anh Năm. Trời ơi, chỉ trong một đêm mà gia đình tôi đã bỏ tôi đi xa hết rồi. Cha làm con khổ nhiều lắm phải không con? Không có. 3 năm mà anh đổ bệnh, con nhỏ nó nghỉ học đi bán cái số nuôi anh đó anh Năm. Đứt ruột lắm. Cha xin lỗi con, cha làm khổ con nhiều quá. Con thương cha. Xin trân trọng và một tràng hô tay cho tiết mục của Gia Hân ngày hôm nay. Và một tràng hô tay lớn hơn nữa cho sự hỗ trợ của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc cùng với nghệ sĩ Trang Tuyền và vũ đoàn Phương Việt. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ rất là nhiều. Không biết là cái cảm giác của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc khi được quay trở lại với Thử Tài Siêu Nhí và hỗ trợ cho bé Gia Hân ngày hôm nay thì cảm giác của anh như thế nào ạ? Thử Tài Siêu Nhí là một cái nơi đã cho tôi tinh thần trách nhiệm đối với nghề, đối với các thế hệ nối tiếp sau này. Tôi đã xem Thử Tài Siêu Nhí mùa 3 và tôi thấy bé có những cái điều làm cho chính bản thân tôi cảm thấy là tôi thán phục bởi những bạn trẻ mà yêu nghề và bạn đến với cái con đường nghệ thuật bằng cả cái sự hồn nhiên trong sáng, và bên cạnh đó là một cô bé thật là thông minh làm cho tôi cảm thấy rất là xúc động. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Hữu Quốc rất là nhiều. Còn Trang Tuyền thì sao? Hình như là cũng đồng hành với Gia Hân rồi đúng không? Thực sự là mỗi lần nhìn Gia Hân thì giống như là mình hồi xưa vậy. Cái nghệ thuật nó nằm ở trong á. Nhưng mà em thì không có được cơ hội là từ hồi nhỏ, cho nên là nhìn thấy Gia Hân là thấy vui. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của các nghệ sĩ. Một tràng hỗ tay cho nghệ sĩ Hữu Quốc và Trang Tuyền. Bây giờ mình lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nha. Dạ. Xin mời anh Đại Nghĩa trước ạ. Hôm nay con quá may mắn khi cái vòng thi quan trọng này con lại được sự hỗ trợ từ một bậc thầy có thể nói là rất là giỏi trong cái việc dẫn dắt cảm xúc của người xem, đó là nghệ sĩ Hữu Quốc. Còn bé Gia Hân, một cô bé còn nhỏ như vậy mà con sống với nhân vật của con, nó như là chính bản thân con vậy. Nó thật trong trẻo, nó nhẹ nhàng, nó không một chút gì gọi là lên cân hay là mình phải cố gắng để mình diễn cho ra cái sự dễ thương. Tất cả một cái nó xuất phát từ trái tim. Mà cái điều này nó rất là quan trọng với một người làm nghệ thuật. Nó chính là cảm xúc. Nếu như chúng ta thật sự không có cảm xúc với cái vai diễn của mình, với những điều mình đang làm trên sân khấu, thì chắc chắn là cái cảm xúc nó sẽ không bao giờ nó truyền tải được tới người xem. Dù cho trên sân khấu mình có gào, có thét, có khóc, có la cỡ nào đi chăng nữa thì cũng như vậy thôi. Và con thì một cô bé còn quá nhỏ, mà con đã làm điều này như hơi thở của chính mình. Chú chúc mừng con điều đó. Cảm ơn con rất nhiều đã mang đến cho chú cũng như tất cả mọi người những cái cảm xúc nó đông đầy và nó ngọt ngào như thế trong cái câu chuyện vừa rồi. Cảm ơn chú Đại Nghĩa. Cảm ơn chú. Tiếp theo xin mời cô Việt Hương ạ. Khi mà chú Hữu Quốc vừa bước ra, cô rất lo. Chú có cái bản năng sân khấu riêng và chuyên trị những cái vai như thế này. Nhưng mà con hoàn toàn lướt luôn. Con cứ nhẹ nhàng đi tới đi tới. Cô chỉ sợ con làm nó dư hoặc nó thiếu thì nó sẽ không hay. Nhưng mà con làm vừa đều vừa đủ, giống như trong một cái vở kịch nó không có bị một cái miếng nào dư lố. Con là một đứa bé có khả năng bẩm sinh. Vào chương trình này con không bị các cô chú ép thành người diễn viên. Cứ thả lỏng từ đầu mùa tới bây giờ. Cô Việt Hương coi con hồi đầu không đậm lắm, càng ngày càng đậm, càng đậm, càng đậm. Và vào tới đây, ngày hôm nay kỹ thuật phải rất cao để vừa tầm với chú Hữu Quốc là không phải chuyện thường. Thì con làm cho cô Việt Hương rất là nhẹ nhàng để bước vào. Nói chung là tiết mục này không nói gì được nữa hết. Rất là xúc động, rất là nhẹ nhàng. Còn cô Đăng Trang thì sao ạ? Xin mời cô.
Cũng như là tất cả quý vị khán giả của Thử Tài Siêu Nhí biết là nghệ sĩ Hữu Quốc rất là quen thuộc với chương trình này. Nhất là trong mùa 1 là với vai trò một ông năm mà để cho bao nhiêu khán giả nhớ tới. Với con ngày hôm nay, kịch bản rất là gãy gọn, rất là tốt. Và cô cảm thấy con rất là thông minh. Con chưa bao giờ rớt nhịp trong tất cả các vai diễn của con. Trong chương trình này, con giữ phong độ rất ổn định. Và ngay cả khi mà con nói bị lấp, cái chỗ mà đưa cái vé số đi ra trả về đó, con nói lấp nhưng con vẫn rất bình tĩnh để mà con điều chỉnh nó một cách vô cùng là chân thật. Cho nên cô cảm thấy bé Hân là một trong những nhân tố cực kỳ hiếm hoi của không chỉ Thử Tài Siêu Nhí mà cho làng kịch của Việt Nam. Xin chúc mừng con. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Hồi nãy trong vở kịch của con có một cái chi tiết là hôm nay là sinh nhật của con đó. Ba con đi mua bánh sinh nhật cho con đó. Thì hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của thầy Quốc Đại của con. Hãy tới ôm thầy và hôn thầy một cái. Nào. Rất là áp lực bởi vì tập ca cho con là một cả một cái quá trình rất là gay go. Và hôm nay là thầy cảm thấy là tự hào về con. Ở cái vòng này thì thầy đã nghĩ là mọi người sẽ làm rất là hoành tráng và dữ dội, nên thầy đại sợ và cũng làm cho con một cái chiều sâu nhiều. Không may cho con là hôm nay là cái ngày thi rất là nhiều của con ở học kỳ, và sáng con đã đi thi, rồi chiều con đi thi, hôm nay là con phải thi tới 3 môn. Và con vừa tới đây lúc khi mà tiết mục thứ tư thì con mới tới đây được. Và con chuẩn bị thầy rất là lo, bởi vì sợ là cái tâm lý con không có đủ. Nhưng mà thầy cảm ơn con rất nhiều. Coi như ngày hôm nay đây là một món quà dành tặng cho thầy Quốc Đại ha. Và chúc cho thầy sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều sự hạnh phúc và đặc biệt là niềm tin vào các con. Thôi vô trong, chờ kết quả của ban giám khảo con nha. Vỗ tay cho em vô. Và ngay bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng nhau được đến với một rạp xiếc rất là sôi động và đầy màu sắc. Và đặc biệt người dẫn chúng ta đi đó chính là bạn Thảo My đến từ đội Mây Ngũ Sắc. Xin mời. Ladies and gentlemen, raise number one, heading for number two. I know and you know what to do. 5, 4, 3, 2, are you ready? Phải nói là một cái niềm hạnh phúc nữa mà trên sân khấu này được bày vẽ với rất là nhiều những cái đạo cụ, nhiều sự hỗ trợ, và đặc biệt là cái kim tuyến này em mê dữ lắm chị Việt Hương. Không biết là chị ngồi dưới cảm nhận như thế nào ạ? Mắc mớ gì em mê kim tuyến? Em mê tại vì cái không gian nó đẹp. Yên tâm đi, mỗi lần em làm MC đâu em báo chị cho người tới bắn kim tuyến phụt ra cho em xuất hiện nha. Trời vậy luôn hả chị? Dạ, vỗ tay cho cái lời hứa của chị Việt Hương. Hoành tráng quá à. Mỗi một tiết mục đem tới một cái sự thăng hoa hoàn toàn khác. Coi mà cứ trố mắt ra vậy nè. Rồi tụi con quá tài năng. Bây giờ không biết ăn gì, đứa nào không giỏi trơn. Quá giỏi rồi, quá gan rồi. Đu lên cái cây đó hả, trời ơi, cao như vậy mà con nít nữa. Con làm cho cô không có cảm giác con thi cử ngày hôm nay. Nay là mình chơi hết mình. Bởi vậy bắn pháo quá, tốn tiền lắm. Cảm ơn cô Việt Hương rất là nhiều. Và ý tưởng này tí xíu nữa chắc là Phạm Lịch sẽ chia sẻ đúng không ạ? Hay là mình chia sẻ luôn đi để ban giám khảo có thêm những cái sự gợi ý để cảm nhận riêng của họ. Xin mời. Là câu chuyện về những người nghệ sĩ trên sân khấu. Thực ra ngay bản thân em bây giờ là ít đi diễn rồi. Còn ngày trước em đi diễn rất là nhiều. Cái trường hợp mà khi mình lên sân khấu và gặp những người khán giả, họ chưa giống như chưa làm quen về nghệ thuật một cách văn minh hơn ấy. Bản thân em đã từng bị rồi, khi mà em đi biểu diễn ở các tỉnh xa là em cũng đã bị từng chọi gạch vào người luôn. Ở trên các sân khấu ở các tỉnh miền xa đó. Nên là em đã đưa ngay vào cái câu chuyện này luôn. Đó là cái đằng sau hào quang của sân khấu đó chính là những người nghệ sĩ rất là vất vả. Và đôi khi không phải cứ đứng trên sân khấu là sẽ được nhìn nhận một cách khách quan nhất.
tâm lý của trẻ con là không lo nghĩ, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc. Tại sao nhân vật truyền cảm hứng lại là Thảo My chứ không phải là một người lớn? Tại vì trẻ con đâu biết gì đâu. Thảo My chỉ mang một suy nghĩ là mọi người cứ vui vẻ, cứ hạnh phúc và cứ biểu diễn, còn ngày mai ra sao thì ngày mai mình tính tiếp, còn hôm nay mình cứ phải sống đã. Xin được cảm ơn Phạm Lịch rất là nhiều. Và bây giờ xin mời cô Đoan Trang chia sẻ cái cảm xúc của cô. Ngày hôm nay các cô dàn dựng cho các con coi như là nâng lên một bậc đô rất là nặng, không chỉ còn là nhảy múa nữa mà còn qua tới xiếc luôn. Mà xiếc là người diễn viên cần phải rất rất là dẻo và cực kỳ khỏe mạnh, rất là có thể lực. Và cô rất là may mắn là cô nhìn thấy được ở con có cái sự dẻo dai đó, cộng với cái thể lực ở tay, ở chân con để con có thể tự bê đỡ cả cơ thể của mình trên không. Điều đó làm cho cô cảm thấy rất là khâm phục các con, bởi vì các con rất là can đảm để tập luyện, để vượt qua những thử thách và để biểu diễn một cách thành công như vậy. Cô xin được chúc mừng con ngày hôm nay. Cảm ơn cô Đăng Trang. Và cuối cùng xin mời chú Đại Nghĩa. Xem tiết mục này tự nhiên làm chú liên tưởng tới cái bộ phim mà Bậc Thầy Của Những Giấc Mơ đó. Dạ chính xác. Đó, một cái rạp xiếc và trong đó có rất nhiều những con người khác nhau, những cái thành phần đóng góp cho sự thành công của một cái đêm diễn xiếc, thì con là một trong những nhân tố đó. Nhưng ở đây con không hề bị các cô chú làm mờ đi. Con được làm những cái động tác khó, con được thăng hoa hết tất cả mọi thứ cảm xúc của mình trên chiếc vòng ở trên không kia. Và một cái hình ảnh chú cũng lại rất xúc động là ở dưới các cô chú trên những chiếc bàn, các cô chú diễn theo con, một mình con bay lên trên cao với tất cả những gì đẹp nhất. Thì đó là cái tình yêu mà cô của con đã dành cho các con và tất cả những cô chú đã hỗ trợ. Chú mong rằng nếu như ngày hôm nay mình may mắn mình đi tiếp được nữa đó, bởi vì chú chưa biết rằng những tiết mục sau sẽ như thế nào. Nhưng nếu mình may mắn và mình đi tiếp, bước vào vòng chung kết, thì chú hy vọng rằng con sẽ còn xuất sắc hơn, sẽ còn thăng hoa hơn như vậy nữa con nha. Cảm ơn con về một tiết mục tuyệt vời và đầy màu sắc ngày hôm nay. Không còn gì để nói nữa. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và chúng ta hãy cùng nhau nở một nụ cười nào. Thảo My thân mến, vỗ tay cho Thảo My của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã khép lại những tiết mục dự thi đến từ top 6 của Thử Tài Siêu Nhí mùa 3. Và ngay bây giờ hãy cùng nhau giơ một tràng vỗ tay để chào đón quay trở lại các bạn nhỏ. Xin mời Nhật Minh, Gia Hân, Gia Huy, Nhất Vương, Mỹ Duyên, Anh Thi, Bảo Thi và Thảo My. Nào vẫy tay chào. Xin mời ban giám khảo, chúng ta sẽ công bố kết quả. Các con ơi, mình còn một vòng nữa, đó là vòng loại ngược dòng. Cho nên ai vào ai ra không có quan trọng. Quan trọng là mình sẽ được diễn thêm một tiết mục nữa ở vòng đó nha. Và bây giờ trên tay của cô Việt Hương có 3 tên. Mời chú Đại Nghĩa đọc một tên. Chú Nghĩa xin chúc mừng bạn nhỏ đầu tiên để góp mặt tại vòng chung kết của Thử Tài Siêu Nhí mùa 3. Đó chính là một bạn nhỏ dễ thương. Ở đây ai cũng dễ thương hết. Đúng rồi, đọc tên này là hồi hộp quá. Ai cũng dễ thương hết á. Tài năng. Tài, ai cũng tài hết trơn á. Không hề nhỏ con. Y chà. Chúc mừng Nhật Minh. Wow. Chúc mừng con trai, quá xuất sắc. Mặt màu đỏ con bộ hên nè. Chúc mừng hai cô trò. Còn cô thì cũng xin được đại diện cho ban giám khảo, xin được chúc mừng cho bạn thứ hai mà cô tin là vô cùng xứng đáng được lọt tiếp vào vòng chung kết. Đó là Mỹ Duyên. Wow. Chúc mừng cho Mỹ Duyên. Đội mình Siêu Sao Nhí đã có hai bạn nhỏ có cơ hội bước vào vòng chung kết rồi. Và bây giờ sẽ là cơ hội cuối cùng. Bạn nhỏ cuối cùng trong vòng này đó là ai khán giả? Các bạn nghĩ ai ạ? À? Chỉ còn một tên thôi. Xin chúc mừng Gia Hân. Yeah. Chúc mừng cho đội Mây Cụ Sắc, đặc biệt là thầy Quốc Đại. Và đặc biệt chúc mừng cho Gia Hân. Không sao cả các con, chúng ta vẫn còn một cơ hội ở vòng thi đấu loại ngược dòng nữa. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã có được những cái tên rất xuất sắc để có thể bước thẳng vào vòng chung kết của chương trình Thử Tài Siêu Nhí mùa 3 rồi.
Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Thứ Tài Suy Nghĩ Mùa 3. Đêm nay là một đêm thi rất là quan trọng dành cho tất cả các bạn chiến binh đến từ hai lớp học, đó chính là vòng thi lội ngược dòng. Đây chính là cơ hội quý giá dành cho 6 bạn thí sinh nhí để bước vào trận đấu vô cùng khốc liệt của mình. Chỉ có 2 tấm vé may mắn được bước tiếp vào vòng chung kết mà thôi. Chờ đợi xem những tiết mục của các bạn nhỏ như thế nào nhé. Đầu tiên hãy cùng nhau gặp gỡ thành phần ban giám khảo. Xin được giới thiệu ca sĩ Đoan Trang. Không khí của tất cả quý vị khán giả tại trường quay đã rất là nóng rồi. Vậy thì không biết là cảm xúc của ban giám khảo khi quay trở lại với đêm thi tối nay như thế nào. Xin mời chị Đoan Trang ạ. Ngày hôm nay chắc chắn là các con sẽ phải cố gắng rất là nhiều. Và Trang biết là các con sẽ làm được điều đó. Trang tin tưởng vào sức mạnh cũng như là năng lực của tất cả các bé. Cô Đoan Trang chúc tất cả các con thành công, may mắn cho ngày hôm nay. Cảm ơn chị Đoan Trang. Còn chị Viên Hương thì sao? Chờ đợi, chị chỉ có một thắc mắc nhỏ. Tới cái vòng này rất là khó khăn, ai cũng căng thẳng, giống như chị cũng phải kiếm một cái gì đó bông vui cho bé Quỳnh mến. Tại sao em lấy cái giải mai ghế của chị, em mai áo vest chị nhỉ? Đã vậy còn mai cái size của Minh Xù nữa. Trời ơi. Thấy chưa? Đi kết quốc cho bỏ ghét luôn mến. Đây chính là bộ sưu tập ghế sofa với sự cách điệu, wow, mây size form rộng thùng thình. Love you. Xuống cái ghế đứng luôn mến. Đứng kế cái anh Nghĩa đi cho nó giống cái ghế. Rồi vô đứng kế cái ghế. Đây quý vị, hiện giờ chúng tôi đã có 2 cái ghế. Không biết đâu là Quỳnh Mến, đâu là cái ghế luôn á. Đó. Mến ơi, đẹp lắm luôn á Mến, không ngờ là em đi kết quốc được vậy luôn á. Nếu quý vị cảm giác là không thích cái chất liệu của chúng tôi là ghế nhung thì kế bên có tố mi chất liệu bao bố. Nếu như quý vị vẫn không thích vải bố mọi người hay sử dụng, phi bóng bên đây ạ. Còn anh nữa đó, anh cười cái gì, anh mặc áo vây cá đó đúng không? Chị ơi, mình trèo xuồng về được không chị? Về. Còn anh Đại Nghĩa thì sao? Đây là cái cơ hội cuối cùng cho những bạn chưa may mắn ở những vòng trước có thể một lần nữa thể hiện tài năng của mình. Hãy cố gắng tận dụng cái cơ hội cuối cùng này mà chương trình mang đến cho chúng ta để tỏa sáng nhé. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều, một tràng hỗ tay cho họ được không ạ? Tối ngày hôm nay thì lớp học mây ngũ sắc thì chỉ có 2 thí sinh nhí tham gia dự thi mà thôi. Lý do tại sao vậy cô? Phút chót thì đội của em có nhận được phiếu đăng ký là của cặp Song Thi, Anh Thi và Bảo Thi. Còn các bé khác là hầu như là đã trải qua một quãng đường khá là dài. Mà cái lịch ghi hình của mình thì khá là sát với lại cái lịch thi học kỳ. Nên hầu như là phụ huynh đều muốn là có thời gian cho các bé được quay trở lại thời gian học. Còn riêng với cặp Song Thi thì do sức khỏe không có tốt nên đã phải nhập viện rất là gấp. Thì em đã hội ý cùng với gia đình và có một quyết định là sẽ cho các bé dừng lại để có thể lấy lại được sức khỏe. Cảm ơn cô Phạm Lịch rất là nhiều. Anh Quốc Đại, trải qua một tuần chúng ta ấp ủ với rất là nhiều những sự đầu tư. Thật sự cũng khá thoải mái. Bởi vì mọi thứ thì mình đã chuẩn bị hết. Ăn thua các con sẽ tỏa sáng như thế nào trên sân khấu nữa thôi. Quốc Đại vẫn luôn tin vào cái chữ duyên và mong rằng là các con sẽ luôn giữ được niềm đam mê cái nghệ thuật của mình để tiếp tục phát triển nữa. Xin được cảm ơn lớp học và mang ngũ sắc rất là nhiều. Còn bên đây thì sao? Vượt qua cái bản thân mình ngày hôm nay và cộng với lại sự may mắn các bé được tỏa sáng trên sân khấu thì đó là một cái niềm vui, một cái món quà dành cho công lao của các bậc cha mẹ đã dành thời gian đưa con mình đến đây cả một cái hành trình như thế. Rồi có khóc không? Không, hứa sẽ không khóc nè. Rồi My nói đi. Bản thân tụi My thì hôm nay cảm thấy rất là vui. Dù cái kết quả như thế nào đi nữa thì tụi My cũng xin cảm ơn cái cơ hội quý báu cho cô trò gặp lại nhau và có thêm rất là nhiều những cái kỷ niệm đẹp. Xin được cảm ơn lớp học sinh sâu nhí. Và ngay bây giờ hãy cùng nhau sẵn sàng để chờ đón tiết mục đầu tiên. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình, đùa vui với lũ hoa bao hoa mai lan đang hòa mình. Con em bướm về nhà ăn Tết, 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 về đâu? Về nhà ăn Tết, 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 ông về đâu? Một tràng hỗ tay cho anh Thư và Thanh Thiện. Cảm ơn Vũ Đăng Light cùng với đoàn Lân Sư Đồng Nam Sơn. Kính thưa ban giám khảo, lần đầu tiên thấy một tiết mục ai muốn nhảy gì nhảy mà nó hay đến như vậy. Hai bà đi thi hay đi chợ?
Muốn múa cái gì múa hả? À? Nhưng đi thầy. Bà bự, bà cao hơn tên gì? Tên Võ Văn Thanh Thiện. Lúc bà còn quấn cái kén á, bà quấn cái mền á, thích múa múa, không múa đứng gãi đầu. Trời ơi, thấy cưng quá trời. Rồi bà quên bài, bà chạy ra trước một mình, bà đứng lơ ngơ lát nha, không biết kêu ai. Tôi khẳng định tiết mục này là quý vị có biết là tiết mục ăn bột của con nít không? Khi mà con nó ăn không được đó, mới mở cái này lên là tôi biết cái này đó sẽ là triệu triệu view. Tại liên tục thay đổi, không biết hai bả làm gì. Thiệt ra chị ơi, cái này không phải tiết mục nhảy múa, tiết mục thay đồ đúng hơn đó. Mà thay đồ, mà che dù, mà thay đồ, mà che dù. Rồi che quạt nữa. Che quạt rồi che rồi thay rồi đi lộn chỗ nè. Đó. Chị nhớ không, có cái đoạn cuối cùng hai đứa nó nắm tay nhau, mặn nhỏ này quăng nhỏ kia luôn. Cho kịp nhạc, quăng cái ạch. Hai cái con thỏ đó là bằng cái gì vậy con? Dạ bằng bông bám. Ta nhúng quá trời. Mà bà ngồi bắt đầu sang chảnh lắm. Bà ngồi bà coi cái mục, bà bật tivi, bà bấm để chuyển kênh này kia. Ngồi trở đi nghe ngồi nhận xét. Ngồi đi, ngồi hai chị ngồi vô em nha chị. Trời, trời ơi, vỗ tay cái coi trời, nó đẹp. Trời, tiết mục dễ thương cực kỳ và coi cho tới lớn luôn. Còn chị Đăng Trang thấy như nào chị? Nãy giờ chị cười hoài luôn á. Y vậy á. Dạ em ngồi thử coi Trang. Mình lên ghế bong bóng nó bể chị ơi. Nói chung là rất đáng yêu tụi con. Mà bây giờ tụi con còn cũng biết là nãy giờ tụi con làm gì luôn á. Chị thấy là giờ đang ngồi cái ghế đã phải không? Không? Đã cái mặt một đã. Một tràng pháo tay cho hai đứa con. Mình thấy làm sao? Con nói đi. Con thấy vui. Ừ. Còn gì nữa không? Dạ không. Con có thấy mệt không? Dạ không. Ừ, có gì đâu mệt. Có gì đâu mệt. Mà đã vậy bà vẫn còn quên bài, tôi không hiểu. Sao nè chú hỏi á, hồi nãy giờ nghe ba giám khảo dưới kia nhận xét con hiểu gì không? Không. Dạ không. Con không hiểu gì lắm đúng không mến? Vậy mới thôi. Trong đây nè, cách có tí xíu, cách có nửa cái sân khấu là phải lau nước mắt cho hai bả đó chị. Sao nhở? Em phải hứa là tặng đeo bông đẹp cho hai bả đó, hai bả mới chịu cười lên. Thì bởi vậy người ta đâu có đi tới, người ta thay đồ mà không đưa đeo bông, bả giận rồi. Tại cái tóc giả làm đau, cười khó chịu. Mà cái mặt có duyên lắm. Có méo giò kìa. Lúc mà bả cầm cái quạt ra đó mến, hai cái mỏ chu là em chị đó hả? Hai cái mỏ với chu ra nhìn nè, trời ơi có duyên lắm luôn. Con ơi, bây giờ không cần biết gì, con biết nè. Sau khi diễn xong, tất cả các bạn nhỏ ai cũng yêu hai đứa con hết. Vậy là vui rồi, đúng không? Con cảm ơn bà Việt Hương. Bà Việt Hương. Con nghe xong bà Việt Hương. Nghe xong mặt buồn thấy rõ. Con nói bà là không có vô đâu, con nói cảm ơn bạn Việt Hương. Không chịu, không làm bạn được. Bắt chéo giò thấy ghét không? Trời đất ơi. Bị mỏi mà. Bác cao sang quý phái ghê không? Ủa rồi giờ vô được chưa? Không biết nữa, nó ngồi ngắm hai bả cho đã đi, thiệt đó, đã quá. Thôi vỗ tay đi dìa chứ còn nói gì nữa. Một tràng hô tay cho anh Thương và Thanh Thiện. Trời ơi, rồi chào nè. Ôm hôn bám khảo người con gái đi. Ôi chưa quá. Sao đẹp quá vậy ta? Tụi con mấy tuổi? Đẹp như đẹp rồi. Mấy tuổi con? Ô, 5 tuổi rồi. Dạ con cảm ơn cô Việt Hương. Con cảm ơn chú Đề Nghĩa. Con cảm ơn cô Đăng Trang. Dạ em xin thông báo là cái chất liệu của cái này tốt nha. Hai đứa ngồi dạ. Vô xấu đội hình luôn. Thôi bỏ đi mà. Vậy thôi em đi em vô chứ còn gì nữa. Một tràng hỗ tay cho anh Thức và Thanh Hiền nha. Và cái bây giờ sẽ là tiết mục đến từ đội Mây Ngũ Sắc. Và hãy cùng nhau chào đón Phương Nhi, xin mời. Ngọc điện cho
xanh thơm ngoài cõi tiếng đồn trong y cùng sinh thấy một tu có đôi ngàn bầu trời cảnh phận hoa. À, 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 à. Lạy cô
chiếc lô mây nặng chiếu lưng đeo. Một tràng hoa tay cho Phương Nhi. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Ngày hôm nay con giống như một chú tắc kè hoa gì đó, biến hóa rất là khôn lường. Không biết là ban giám khảo đang cảm giác như thế nào. Đầu tiên chắc là mời cô Đoàn Trang nha. Chúc mừng con với một tác phẩm rất là đẹp, rất là chất lượng. Ngay từ đầu cô đã rất là ấn tượng với con, bởi vì cô biết con là một cô bé có nội lực. Giọng hát của con rất là đa dạng. Con có đánh đàn tơ rưng rồi đúng không? Con có hát hồ quảng nè, hát nhạc pop, hát dân gian. Hôm nay lại là cái ngày rất là quan trọng cho con, là con phải lội ngược dòng. Và cô thấy ở trong con người con toát ra một cái tinh thần rất là tự tin, rất điềm đạm. Cô Đôi Thượng Ngàn không phải là một tiết mục dễ để mà thể hiện đâu. Và thêm một lần nữa, thầy Quốc Đại rất là đầu tư cho con. Tất cả mọi thứ rất đẹp. Bản thân con không cần làm gì nhiều hết. Đứng trên cái tảng đá kia, với cái quạt, với ánh mắt thần thái và với giọng hát của con, cô đánh giá đây là một tiết mục rất rất thành công. Chúc mừng bé Phương Nhi. Xin cảm ơn cô. Cô Diệp Hương thích nhất là cái câu cuối đó. Lúc mà con xòe cái quạt lên, con xa giá hồi cung nha. Chứ cỡ cô Diệp Hương là nó cho vô lãnh cung rồi. Chịu. Mình hát nghề 20 mấy, gần 30 năm, chưa bao giờ có được cái sân khấu đẹp như vậy, sang như vậy. Nhưng đây có phải là thế mạnh của con không? Dạ, đây là lần đầu tiên con hát văn ạ. Thật sự thì Đại có hỏi con rằng ở một cái thể loại dân gian nào mà con rất là thích mà con chưa thử không? Thì nó dạ con rất là thích bài Cô Đôi Thượng Ngàn. Đắn đo suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì cũng có nhiều bạn đã thể hiện rồi, và phải làm như thế nào để cho con phải mới. Buộc con tự tập rồi trả bài cho thầy. Nếu thầy cảm thấy nó tấu điểm thôi thì thầy sẽ chuốt thêm và thầy mới quyết định cho con làm. Thì khi mà trả bài thì Cú Đại nghĩ rằng đây là sẽ một cái bài rất là tốt cho bé và rất là hợp với giọng bé nữa. Thì dạ. Và đây là ca khúc mà Cú Đại đã chuẩn bị cho con. Cô Diệp Hương được làm quen với cái này từ hồi xưa cô, cho nên cô biết được ngoài phủ thật á, là cô đã xem rồi. Và cô Việt Hương có quen với một người anh chuyên môn đi hầu, là cô Việt Hương đi theo để xin lọc. Mỗi một giá này lên á là rất là quan trọng. Tại vì cô rất là đẹp, nãy thần thái con sang trọng, con đẹp lắm, thích vô cùng luôn. Hết giá con đi về đó, xa giá hồi cung con cứ về. Trời ơi sao con đẹp, chịu quá con ơi, ai cho rớt giết nữa. Trời ơi gì vậy, bữa nay phải chọn có hai tiết mục thôi đó. Mà vui nhất là lát hai người này giết lại tôi nè. Anh Đại Nghĩa, chú Nghĩa rất thích cái giọng của con trong cái bài hát này. Nó trong veo mà nó rất là sắc nét. Con hát đúng nhịp vô cùng, không có sai trật một chút nào cả. Nó mượt, nó ngọt ngào, nó hay vô cùng luôn. Ngay cái câu cuối cùng xe loan thánh giá hồi cung cũng vậy. Một cái kết thật là đẹp cho cái tiết mục của con. Trong một cái chương trình thi á, thì quán quân chỉ có một thôi. Nhưng mà tất cả các thí sinh, nếu như may mắn chúng ta sẽ có được một tiết mục nào đó như là một cái dấu mốc, một cái đóng đinh thật là mạnh với chương trình, thì đây là cái dấu mốc của con đậm nhất trong chương trình từ đầu đến bây giờ. Và con cảm ơn ban giám khảo và tất cả mọi người đã xem tiết mục của con và những lời nhận xét của ban giám khảo đã dành cho con. Trời ơi, đẹp và còn khéo nữa, hát thì hay nữa. Chúc mừng con với tiết mục này. Một tràng hỗ tay cho Phương Nhi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với Gia Huy và Nhất Phương. Và lần này hai cô cậu của chúng ta sẽ quay trở lại với một tinh thần rất là tuyệt vời về sự yêu thương và bảo vệ quyền lợi trẻ em trên toàn thế giới. Một tràng hỗ tay cho Gia Huy và Nhất Phương. Con biết là sao thấy làm hại cho ông làm á. Mỗi lần á con nói với mẹ con á nè, con nói với mình nội con là mình nội nói mày tránh ra đi. Anh đạp đầu vào tường. Ba đập đằng sau ba ngụm tóc. Con xin bà, con xin gặp con. Giữa cơn mưa dòng có ai đứng trong, giữa những đám đông thét lên nỗi lòng ai cướp mất bình yên. Có em gái nhỏ bên kia đám cỏ đang khóc thật to, mình cuồn cò xò. Mẹ ơi, cứu con với.
chạm vào con thế này. Họ đang nhìn vào ngày trong đây. Họ đang cố làm đau tình Chúa trong con. Một hai ba giây đó thôi là ông kẻ bắt con rồi. Mẹ ơi đừng lo miên nang, đừng lo cái trang, hãy đem con về nhà. Mẹ ơi ông mây gió ông ta chẳng như cổ tích vẽ ra. Phải chăng người quanh chúng ta đều không yêu ra ông mây ở trong ta. Một hai ba giây đó thôi là ông kẻ bắt con rồi. Mẹ ơi đừng lo miên man, đừng lo cái trang, hãy đem con về nhà. Mẹ ơi ông sống ta chẳng như cô tiên xa. Phải chăng người quanh chúng ta đều không muốn yêu ra ông ấy ở trong. Và Nhất Phương xin được cảm ơn vũ đoàn BM Dancing Team cùng với Galaxy Kids. Dạ, xin mời chú Đại Nghĩa. Không phải riêng chú Nghĩa khóc đâu, nhiều người khóc lắm con, và các con cũng đang khóc. Cái thông điệp thì nó quá dễ hiểu đúng không, nhưng mà cô Quỳnh Mến đã làm cho các con phải nói là một tác phẩm mà ở đó chỉnh chu tất cả mọi cái, từ cảnh trí, trang phục cho tới những người bạn diễn cho hai con. Và các bạn nhỏ ở đây chú đều biết hết, đều là những bạn nhỏ tài năng. Cô Mến đã đưa một tiết mục mà chú Nghĩa có cảm giác như là tiết mục dành cho đêm chung kết vậy đó. Các con sống đúng với cái câu chuyện này, đúng với từng nhân vật của các con đang thể hiện, chỉ là bằng ngôn ngữ cơ thể thôi và âm nhạc. Quá tuyệt vời. Các con đúng là những thiên thần nhỏ, cần phải được bảo vệ, cần phải được che chở. Và cái câu chuyện này chú Nghĩa tin chắc rằng nó sẽ đánh động vào tất cả trái tim của những người theo dõi, đặc biệt là với những người lớn. Phải làm sao tạo cho các con một cái điều kiện tốt nhất, trong lành nhất, sạch sẽ nhất, xem như là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh mọi người. Chú Nghĩa ấn tượng với những cái bàn tay in trên áo, đó là những cái bàn tay, những cái thế lực đen tối nào đó đang chạm vào các con để các con phải gào lên là cứu con với. Và không phải riêng hai con, tất cả các bạn đều đã diễn tuyệt vời. Và chính điều đó làm cho trái tim của chú Nghĩa nghẹn ngào, nước mắt tự rơi xuống, lúc nào không hay. Một lần nữa cảm ơn cô Quỳnh Mến đã mang đến một tiết mục tuyệt vời đến như thế cho thử tài siêu nhí mùa này. Cái này là vô tình hay là cố ý mà? Con trai là chỉ có một đứa duy nhất ở trong đây, có cái chữ O, chính bạn thì con nằm ở giữa, rất là hay. Dạ thì Huy với Phương thì là một nam một nữ rồi, còn các bạn hỗ trợ khác đều là nữ, các bạn không giống nhưng mà nhau. Cố tình hả? Cố tình vâng, với chữ và em sắp xếp như vậy để nó có cái sự tự nhiên.
Dạ. Yeah. Cũng giống như chú Nghĩa nói là cô Việt Hương nghĩ tiết mục này là tiết mục đêm chung kết á. Bây giờ cô Việt Hương chỉ chấm là đêm nay ai sáng nhất, thần thái tốt nhất là được. Ý tưởng quá tốt, dàn dựng quá trời hay luôn, mà ý nghĩa quá trời hay. Vùng mà không ai nhìn thấy, có một cái sự không được chăm sóc kỹ càng. Và nhiều khi cha mẹ quá nhiều việc, đến khi mà tụi con bị lạm dụng tụi về nhiều thứ. Lạm dụng về tinh thần, lạm dụng về thể xác, đau. Nhưng mà con không biết nói với ai. Lại một lần nữa, cái tiết mục này hoành tráng, nguyên cái dàn đằng sau là phải chủ rất dẫn được tụi con đu. Coi mà say mê á, không có biết thi cử gì nữa, quên luôn. Cảm ơn ý tưởng của cô Quỳnh Mến, chủ đoàn hỗ trợ, và đặc biệt là các bạn mà cầm cái hoa hướng dương á, đứng xếp hàng ra hát. Trời đất ơi, mê quá, thích quá không nói gì trơn. Giờ ai chấm rớt chắc tôi giết người đó quá. Mà thử tôi có một đứa mà tôi cặp song xanh này mà nó đẹp vậy, mà nó ai nó tài giỏi, đụng cho nó chắc bật ngửa chết, bật ngửa chết liền. Mê say coi mà mê say nổi hết da gà. Dạ, vậy không biết là chị Đoan Trang như thế nào đây, xin mời chị. Cô Đoan Trang đã từng được tham gia rất là nhiều những dự án âm nhạc về bảo vệ trẻ em, nhưng mà ngày hôm nay xem tiết mục này vẫn còn y cái cảm xúc đó, vẫn rất là xúc động. Trẻ con là những cái hình ảnh đó đẹp nhất, và là một cái đề tài không có mới, nhưng cô Mến đã làm cho nó không bao giờ là cũ. Đây là một cái cuộc chơi cho các con, nhưng mà thực chất nó cũng là một cái cuộc chơi sáng tạo, một cuộc thử sức dành cho các huấn luyện viên. Cô Mến đã chơi hết mình. Và ngày hôm nay khi mà các con biểu diễn như thế này cùng với Nhất Phương và Gia Huy thì làm cho cô tưởng tượng tới cái mức độ một cuộc thi về nhảy múa rất là đẳng cấp, một lần nữa rất trân trọng. Ngoài những cái ý tưởng của cô Mến còn là cái việc dùng đạo cụ trong cái phần biểu diễn của các tiết mục của mình rất hiệu quả và rất là độc nhất. Và cô rất mừng cho tụi con là quay trở lại Lội Ngược Dòng. Tụi con thực sự tỏa sáng trong cái bài múa đương đại này. Cô nhìn thấy được tay chân của tụi con rất là tiến bộ, nhất là gương mặt. Đây là một tiết mục vô cùng thành công. Một lần nữa chúc mừng thầy trò. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Cô Hình Mến thân mến, ngay bây giờ cảm giác cô như thế nào? Em được sự hỗ trợ rất là lớn để mà em được thể hiện cái mình nghĩ. Nhưng mà ở đây em không được nói, em phải làm. Rất rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Rất là may khi mà em có những cái người bạn lắng nghe mình, và họ đã đưa ngay cho mình cái bài nhạc này. Adam Lâm ngay cho em cái bài nhạc này. Thì cái bài này là bài Ông Kẹ. Em nghĩ chắc đây mọi người chắc lần đầu nghe, tại vì khi mà Lâm đưa cho em cũng là lần đầu em nghe luôn, em không biết bài này. Nhưng mà em nghe thì nó nổi hết gai ốc, và những cái hình ảnh nó lại xuất hiện ở trong đầu mình rất rất là rõ rệt. Thì hôm nay mọi người cũng đã thấy được là các bé đã hiểu được cái câu chuyện, và đó cũng là cái mục đích của em. Mục đích của em nhỏ và gần mình truyền tải ở đây trước. Thì hy vọng là mọi người xem và sẽ có một cái gì đó, một cái sự chỉnh đốn nào đó. Nó cũng là cái động lực để cho em cố gắng em làm. Mà anh chị nói như chung kết thì thật ra em rất là áp lực. Chẳng qua là vì cái thông điệp này nó quá đẹp, cho nên em phải làm sao cho mọi người xem nó đông đầy nhất. Cảm ơn Mến. Chúc mừng cho Gia Huy và Nhất Phương. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của các con. Và ngay bây giờ sẽ là tiết mục được đầu tư rất là hoành tráng trên sân khấu này, và đặc biệt hơn hết là sử dụng ban nhạc đã live. Và hy vọng rằng Đức Thành của chúng ta sẽ quay trở lại với đêm ngược dòng ngày hôm nay thật sự là ấn tượng. Một tràng hỗ tay cho Đức Thành. Còn bao nhiêu lần mẹ nằm gần ôm con, còn bao nhiêu lần được dịu dàng cha hôn, còn bao nhiêu lần nữa, bao nhiêu thời gian ai hôn con, ai ôm con vào. Thank you.
về nhà. Xa quê quán tuổi thơ, nhớ mẹ ngồi dáng nghiêng nghiêng bên ngoài hiên. Con đi như cơn gió, mùa đông se lạnh tràn về. Như con nắng vàng óng, biết khi nào ở lại giữa chiều đông. Chiều nay nhớ giọng cha, khàn khàn giữa tiếng thở ra. Ngày nào tụng bốn tụng ba, giờ xa nhà. Con thấy nhớ nồi cơm, mẹ nấu sức nước mùi thơm. Giọt nước mắt buồn rơi, con tự hỏi. Còn bao nhiêu lần mẹ nằm gần ôm con, còn bao nhiêu lần được dịu dàng cha hôn. Còn bao nhiêu lần nữa, bao nhiêu thời gian, ai hôn con, ai ôm con vào lòng. Rồi mai con về nhà mình lại vui ghê, tìm nơi yên bình giữa dòng đời bộn bề. Là nơi có mẹ cha, có tình thương quê nhà. Mai con xin chào một tràng hô tay cho Đức Thành. Dạ. Biết thắng thua làm sao, nhưng tôi biết là suốt cái cuộc đời này anh sẽ rất là kỷ niệm khi mà hàng con trai mình đứng trên đó hát với cái số tuổi này và chạy xuống tặng cho anh cái bông. Thì tôi nói thiệt với anh, nó đã vô cùng và nó là kỷ niệm suốt suốt luôn. Tôi nghĩ là đây là cái kỷ niệm đẹp nhất đối với cái bậc làm cha mẹ nha anh. Rất là hạnh phúc. Có thể là bao nhiêu mồ hôi công sức để mà chăm cho con, nhưng bây giờ cảm thấy cái điều đó là nó trên cả tuyệt vời nè. Bởi vì cái điều mình mong muốn với con là nó chỉ cần trưởng thành thôi, nhưng bây giờ thấy con là đã làm cho mình hãnh diện nè.
và cũng rất mong là con nó tiếp tục phát huy cái tinh thần này và sẽ luôn nghĩ về ba mẹ khi nó trưởng thành. Dạ, xin được cảm ơn sự hiện diện và đồng hành của anh. Sao con khóc? Ba ai làm ca khúc này rất là hay và con rất là thương ba. Hãy đón nhận sự nhận xét của ban giám khảo nha. Ai làm hòa âm bài này cho con? Dạ, người đã hòa âm cho bài này cho con là thầy Biển. Dạ. Một phần con thành công là con phải cảm ơn bài hòa âm và cảm ơn band với của con nha. Con có một cái phong cách biểu diễn lúc mà con hát cái tay con quơ quơ cái chân con nhịp á, con giống chú Quang Dũng á, hợp lý, dàn dựng đẹp nữa. Cảm ơn rất nhiều vì sự chỉnh chu của mọi người. Cảm ơn màn hình LED, có thể là cái màu của cha mẹ một thời gian sẽ mất đi, nó sẽ là màu đen trắng trong lòng mình thôi. Cái sự hiện diện, cái tình cảm đó nó giống như cho mà không bao giờ được nhìn nhận. Quên luôn cảm ơn. Và cái này nhắc nhở luôn cả nhiều người. Rồi một ngày rồi nhắc lại thì nó là hình màu. Màn hình LED mấy cô chú ở trên đó cho mấy cái màu đen trắng dắt tụi con đi, đẹp tuyệt trần. Bộ đồ vest đẹp luôn, cái gì cũng đẹp hết trơn. Tụi nói câu cuối nữa. Hả? Ai cho rớt giết người đó? Không, không dám. Sao hai người này giết tôi quá à? Thật sự là nước mắt trực trào khi mà con bước xuống tặng cái hoa hồng cho ba của mình. Cảm giác rất là thật, rất là đáng yêu. Một cái sáng tác rất là hay về ba. Thì đây là một trong những cái hơi thở rất là hiện đại. Cũng như cô Việt Hương, cô rất là thích cái cách phối âm của cái bài hát này. Nó rất là cảm xúc, nhưng mà nó rất là, nó đem lại cho mình cái cảm giác rất đáng yêu. Về phần của con thì nhớ những cái khuyết điểm của mình, đó là những cái nốt thấp. Còn nốt cao của con rất sáng, rất đẹp. Cô rất là thích những cái bỏ nhỏ của con, rất là phù hợp với hát live band. Cô chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn cô. Con rất là may mắn. Như một người nghệ sĩ chuyên nghiệp thật sự đang trình diễn. Và con đã làm được cái điều mà chú cũng ao ước làm cho ba mình lắm mà chú không làm được. Đến bây giờ thì chú đã không còn cơ hội để làm điều đó nữa rồi. Con hãy trân trọng, hãy ghi nhớ cái khoảnh khắc này, cái tình cảm này. Bởi vì chú biết rằng nhiều khi lớn lên cái dòng đời nó đưa đẩy mình, và đôi khi mình quên mất những cái người thật sự yêu thương mình. Đó chính là những người gần gũi bên cạnh mình nhất. Cảm ơn con. Xin được cảm ơn ba giám khảo. Con muốn nói gì với ba con ngày hôm nay? Con sẽ cố gắng học tập và theo đuổi đam mê của mình để ba vui. Con rất thương ba.